Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 139. Thạch Thuần lên tiếng hỏi, vì sao anh rể lại không mắc bệnh của tu tiên giả? Ta thì khác, Hạ Thiên nói, bởi vì ta là băng hỏa linh thể, linh khí tự thành tuần hoàn, không cần linh khí bên ngoài cũng có thể gia tăng cảnh giới. Nói xong, hắn đoán Thạch Thuần sau đó sẽ hỏi gì, liền nói tiếp, hai người cũng sẽ không mắc bệnh đó đâu. Bởi vì tu vi của hai người là do ta tăng lên. Ừm, Thạch Thuần mỉm cười, cũng không hỏi nữa. Ông cụ gầy gò nghe Hạ Thiên trả lời, im lặng một chút, sau đó thăm dò, ý của Hạ cư sĩ chính là công pháp tu hành của Trùng Dương cung ta có vấn đề. Ta không biết, ta chưa nhìn qua công pháp tu hành của các ngươi. Hạ Thiên đáp, nhưng, đan điền khí hải của các ngươi đích thật đã xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Nếu tiếp tục tu luyện, đoán chừng kim đan sẽ sụp đổ mà chết. Thật ra, hành động xả thân lấp khe nứt linh mạch của các ngươi, xét theo một ý nghĩa nào đó, đó chính là hành động tự cứu. Thì ra là thế, bần đạo đã hiểu rồi. Ông cụ gầy gò không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, đa tạ Hạ cư sĩ đã giải thích, giải đi mối nghi hoặc trong lòng bần đạo. Giải nghi hoặc cứ để sang một bên. Trương Minh Đà thấy chủ đề hai người càng nói càng lệch. Vội kéo lại, hiện tại, việc cấp bách chính là làm thế nào để giải quyết vấn đề linh mạch vỡ nát. Phương pháp trước đó không hề có hiệu quả. Nếu chúng ta bỏ mặc không quan tâm, đoán chừng mấy năm nữa, linh mạch sẽ vỡ nát không thể kiểm soát. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi, thật ra, muốn một lần vất vả nhàn nhã cả đời giải quyết vấn đề này cũng không phải là không có cách. Ông cụ gầy gò không khỏi chờ mong nhìn Hạ Thiên, ồ! Hạ cư sĩ có thượng sách gì thì mau nói ra. Bần đạo và Trùng Dương cung nhất định sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với ngươi. Hạ Thiên cũng không nói thẳng, ngược lại rơi vào im lặng. Có cách nào thì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Trương Minh Đà đẩy đẩy Hạ Thiên, ngươi đừng có lề mề chậm chạp nữa, tính cách của ngươi không phải như vậy. Ta chỉ nghĩ đến một vấn đề. Hạ Thiên khó chịu liếc mắt. Sau đó nhìn ông cụ gầy gò và Trương Minh Đà, đại hội ẩn tiên hẳn là chủ ý của hai người. Trương Minh Đà ngẩn ra, không biết vì sao Hạ Thiên lại đề cập đến vấn đề này. Không sai, đây chính là chủ ý của bần đạo. Ông cụ gầy gò cũng không che giấu, nói thẳng, sau khi các đời trưởng giáo Trùng Dương cung ngưng kết kim đan, đều sẽ xả thân tiến vào trong đan đỉnh bổ khuyết khe nứt linh mạch. Nhưng tư chất của bần đạo không bằng sư phụ và các sư huynh. Đến bây giờ vẫn không kết thành kim đan. Vì phòng ngừa vết nứt linh mạch nhanh chóng lan rộng, bần đạo đã nghĩ ra chủ ý này. Ông cụ gầy gò dừng một chút rồi nói tiếp, tán tiên trong thiên hạ sẽ có người có tư chất vượt qua bần đạo. Chỉ cần tìm ra được một người, bần đạo sẽ truyền chức vị trưởng giáo cho người đó. Đến lúc đó, bần đạo có thể yên tâm bế quan tu hành ngưng kết kim đan. Trong lời nói của ông, thật ra vẫn còn một ý khác. Nếu ông cụ gầy gò không thể kết thành kim đan, ông nhất định sẽ để cho tán tiên được chọn ngưng kết kim đan, tiếp tục bổ khuyết khe nứt linh mạch. Hạ Thiên cười khẽ, hắn tất nhiên hiểu ý của ông cụ gầy gò nhưng hắn cũng không vạch trần. Điều này cũng chẳng cần phải che giấu, vì thương sinh thiên hạ, một chút hy sinh khó mà tránh khỏi. Trương Minh Đà biết tính cách của Hạ Thiên, quyết định nói thẳng, mục đích của đại hội ẩn tiên chính là tìm một số tán tiên có tư cách. Dùng linh khí tinh thuần bên trong linh mạch giúp bọn họ nhanh chóng kết đan, sau đó bổ khuyết khe nứt linh mạch. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không tán đồng cách làm này, nhưng bọn họ cũng cảm thấy mình không có tư cách chỉ trích. Chỉ có thể nói vận khí của các người không tệ lắm. Hạ Thiên hoàn toàn khinh thường cách làm đó, nếu các ngươi thật sự làm như vậy, linh mạch trong lòng đất sẽ nổ tung. Các ngươi cũng sẽ bị linh áp ép thành mảnh vỡ. Đoán chừng Trung Nam Sơn sẽ bị sụp đổ. Ông cụ gầy gò không hiểu, vì sao thế? Linh mạch này đã trải qua hơn 100 năm, linh áp đã sớm thấm vào lòng đất. Trung Nam Sơn chính là một thùng thuốc nổ. Hạ Thiên dựa đầu vào vai Ninh Nhụy Nhụy, lười biếng nói, các ngươi tu hành đều thận trọng, nhưng lại muốn tìm tu tiên giả bên ngoài trà trộn vào. Hành động này không phải ném một mồi lửa vào thùng thuốc nổ sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông cụ gầy gò hỏi, cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đó chờ chết? Trương Minh Đà không khỏi thúc giục, người có biện pháp gì thì cứ nói thẳng, cần chi phải lòng vòng với chúng ta, chẳng giống phong cách hành sự của ngươi gì cả. Là đệ nhất thần y trong thiên hạ,
ta đương nhiên có biện pháp. Hạ Thiên mỉm cười, nhưng nếu đại sư phụ đã nhắc đến phong cách hành sự, vậy ta không thể không hỏi một câu, tại sao ta lại phải giúp chứ? Chuyện không có lợi, ta tuyệt đối không làm. Đại sư phụ, đây là ngươi dạy ta đấy. Ánh mắt Trương Minh Đà bỗng nhiên lạnh lại, quát lớn, ngươi tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hạ Thiên. Người này có thể thay thế Hạ Thiên một cách yên lặng, thực lực quá kinh khủng. Càng khủng bố hơn chính là, hai người bọn họ hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, còn tưởng rằng hắn ta chính là Hạ Thiên. Nói nhảm gì đấy, ta chính là Hạ Thiên, các ngươi có thể nhìn ra được sơ hở mới là lạ. Hạ Thiên bó tay, tiểu muội chân dài, Thuần nha đầu, hai người không phải tin là thật chứ. Trương Minh Đà cười ha hả, ta chỉ đùa một chút thôi mà, hóa giải bầu không khí căng thẳng. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần lại nhìn nhau, cảm thấy hai người này đúng là một cặp sư đồ trời sinh, nhất là tính cách thích làm loạn không phân trường hợp, nhất mạch tương thừa. Nếu ngươi có cách, ngươi nên ra tay giúp đỡ giải quyết chuyện này đi. Sau khi cười xong, Trương Minh Đà thành khẩn nhìn Hạ Thiên, chuyện này, bất luận đối với ngươi hay là tu vi, thậm chí châm pháp của ngươi đều có chỗ tốt không lường được. Hơn nữa, nói đến đây, Trương Minh Đà đột nhiên dừng lại vài giây, xích lại gần lỗ tai Hạ Thiên, nghịch thiên bát châm của ngươi đã gặp bình cảnh, cần thời cơ đột phá. Linh mạch khổng lồ dưới lòng đất Trung Nam Sơn vừa lúc chính là sân thí luyện của ngươi. Nếu ngươi bỏ qua, ngươi rất có khả năng không còn cơ hội như vậy nữa. Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhưng thật ra người đang ngồi ở đây đều nghe được. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi sinh lòng nghi hoặc, Trương Minh Đà làm vậy rốt cuộc là có ý gì, là muốn cho bọn họ nghe được hay là không muốn bọn họ nghe được. Đại sư phụ, ta hiểu ý của ông. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng việc này không đơn giản như vậy. Muốn một lần xây xong linh mạch, ngay cả ta cũng khó mà làm. Nếu Hạ cư sĩ có thể giải quyết vấn đề khe nứt linh mạch, Bần đạo và Trùng Dương cung sẽ vô cùng cảm kích. Mặc dù không cách nào hồi báo ngươi bằng vật chất nhưng ngày sau nếu ngươi có gì sai khiến, chúng ta có chết muôn lần cũng không chối từ. Ông cụ gầy gò tưởng những lời trước đó của Hạ Thiên là thật, nghiêm túc nói, Hạ cư sĩ cứ tùy ý sử dụng linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn, Trùng Dương cung tuyệt không hai lời. Vị trưởng giáo Trùng Dương cung này vô cùng quyết đoán, ông biết rõ, nếu linh mạch không thể ổn định lại, sớm muộn gì nó cũng là một tai họa lớn. Đến lúc đó, ông sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chỉ bằng bây giờ mượn cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt với Hạ Thiên. Dù sao, Hạ Thiên nói thế nào cũng chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể lấy hết toàn bộ linh mạch. Đương nhiên, điều kiện tuyên quyết chính là Hạ Thiên thật sự có thể chữa trị được linh mạch dưới lòng đất. Trương Minh Đà nói tiếp, ngươi yên tâm đi, chỗ tốt khẳng định không thiếu của ngươi. Là đại sư phụ của ngươi. Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Thiên thật sự không có hứng thú với sự hứa hẹn của vị trưởng giáo Trùng Dương Cung về linh mạch dưới lòng đất, chỉ coi như giúp Trương Minh Đà mà thôi. Thạch Thuần ngẩn người, nghi ngờ hỏi, bây giờ bắt đầu rồi sao? Ngươi không cần chuẩn bị gì trước hay sao? Ông cụ gầy gò có chút ngoài ý muốn. Trước đó, khi Trương Minh Đà tiến vào lòng đất, ông đã chuẩn bị không ít đồ. Còn chế tạo mấy đại đỉnh, Hạ cư sĩ, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ngươi cứ dặn dò đại đệ tử Bần đạo. Hắn ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ phân phó. Lão đạo trưởng, đại đồ đệ của ngươi là đạo sĩ mày dâm kia sao? Thạch Thuần thuận miệng hỏi một câu. Ông cụ gầy gò nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, hắn ta họ Nhạc, đạo hiệu Đan Trần. Nếu Bần đạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn ta chính là trưởng giáo đời tiếp theo. Thạch Thuần gật đầu, không nói gì nữa. Ông cụ gầy gò cảm thấy Thạch Thuần hỏi như vậy không phải là không có lý do, liền hỏi, hắn ta đã làm chuyện gì bất kính với các ngươi sao? À, không có, không có. Thạch Thuần xua tay, cười nói, ta cảm thấy cặp lông mày của ông ta quá đặc biệt, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu thôi. Trời sinh nó đã như vậy rồi. Ông cụ gầy gò cười một tiếng, năm đó, khi hắn ta lên núi, Bần đạo cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ trên đời này lại có một đứa nhỏ lông mày rậm đến như thế. Nhưng tư chất của hắn ta không tệ, lại rất chăm chỉ. Đa số công việc của Trùng Dương Cung bây giờ đều do hắn ta xử lý. Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp một câu, đại hội ẩn tiên cũng là do ông ta xử lý sao? Không sai,
Ông cụ gầy gò lại hỏi, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, biểu hiện mình chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trải qua quấy rầy của Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy, ông cụ gầy gò cảm thấy thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước đó. Ngươi dự định bắt đầu từ chỗ nào trước? Trương Minh Đà thấy Hạ Thiên thật sự nghiêm túc, không khỏi hỏi. Hạ Thiên tiện tay chỉ vào ông cụ gầy gò, đương nhiên bắt đầu từ việc chữa khỏi bệnh cho ông ta. Nói xong, không chờ bản thân kịp phản ứng, ông đã nhìn thấy một cây ngân châm đâm vào đỉnh đầu của mình. Một bàn tay nhanh như quỷ mị điều khiển ngân châm du tẩu trên các đại huyệt quanh người ông. Chưa đến 3 giây, Hạ Thiên đã thu ngân châm về, được rồi. Xong rồi sao? Gương mặt ông cụ gầy gò lộ vẻ hoài nghi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Trương Minh Đà, hiển nhiên là chờ ông cho câu trả lời. Trương Minh Đà thản nhiên đáp, hắn nói xong, chính là xong. Nhậm chân nhân, ngươi có thể vận khí thử một chút. Được, bần đạo sẽ thử ngay. Ông cụ gầy gò không do dự, lập tức khoanh chân ngồi dậy, dồn khí đan điền vận chuyển quanh thân, quả nhiên không hề có chút trở ngại. Linh áp khổng lồ bên trong cơ thể đã không còn, toàn thân thông suốt thì không nói, thậm chí tu vi còn tăng lên một chút, không thể tưởng tượng được. Điều này thật sự là, ông cụ gầy gò không nén được sự cuồng hỉ trong lòng, gương mặt cũng hiện lên sự kích động. Lúc này, ông không thể hình dung được cảm nhận của mình như thế nào, Hạ cư sĩ, y thuật của ngươi quá thần kỳ, khiến bần đạo nhìn mà than thở. Hạ Thiên cũng không cảm thấy có chuyện gì lớn, không cần cảm thán, đây đều là thao tác cơ bản. Đây chính là uy lực của nghịch thiên bát châm chân chính sao? Ông cụ gầy gò vẫn sợ hãi thán phục, nhưng năm đó, vì sao Ma Vân chân nhân không thể giải trừ chứng bệnh cho sư phụ và sư huynh của ta chứ? Không phải ai cũng có thể tu luyện nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên khinh thường nói, trên thế giới chỉ có ta mới có thể tu luyện, cũng chỉ có ta mới có thể học xong. Cho dù những người khác có luyện cũng không có hiệu quả. Ông cụ gầy gò nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, năm đó Lữ sư huynh đã thử học nghịch thiên bát châm do Ma Vân chân nhân đưa đến. Kết quả huynh ấy không hề có thu hoạch, thậm chí còn tưởng rằng bị Ma Vân chân nhân lừa gạt. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tư chất của chúng ta không đủ, có bảo vật mà không cách nào phát huy tác dụng. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Trương Minh Đà nhắc nhở, bây giờ ngươi tiến hành bước kế tiếp đi. Thạch Thuần hiếu kỳ hỏi, tiếp theo, anh rể muốn trị cho 3 người trong đỉnh sao? 3 người kia thì bỏ qua đi, bọn họ chết quá lâu rồi. Hạ Thiên tức giận trừng Thạch Thuần, của ta là nghịch thiên bát châm, không phải sinh tử bộ. Sư phụ bần đạo và hai vị sư huynh đích thật thăng thiên quá lâu. Ông cụ gầy gò thở dài, cảm khái, nếu thế gian sớm có nhân vật như Hạ cư sĩ, có lẽ bọn họ sẽ không. Thôi, không nói cũng được. Trương Minh Đà nhắc nhở, chính sự quan trọng hơn. Hạ cư sĩ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đến chỗ linh mạch bị vỡ. Ông cụ gầy gò đứng lên, vẫy tay với Hạ Thiên, sau đó bước đến một nơi trống trải trong phòng rồi biến mất không thấy đâu. Đại sư phụ, ông ở đây tiếp đãi tiểu muội chân dài và thuần nha đầu, ta đi một chút rồi về. Hạ Thiên đi theo, đến góc tường mới phát hiện có một cánh cửa rất nhỏ không thể thấy được, liền quay lại nhìn Trương Minh Đà. Ngươi đi đi, Trương Minh Đà đáp lại một câu, nếu lực bất tòng tâm, ngươi nên lui về sớm, đừng cậy mạnh. Hạ Thiên hơi khinh thường, xưa nay hắn chưa từng cho rằng sẽ có lúc hắn lực bất tòng tâm. Đẩy cánh cửa nho nhỏ kia. Hạ Thiên bước vào một thế giới màu xanh biếc rạt rào. Nói đi thì cũng không chính xác, phải nói là phiêu. Chỗ kỳ diệu của thế giới này chính là không có trời, không có đất, chỉ có khí tức màu xanh và ánh sáng màu xanh đầy trời. Hạ Thiên bước một bước vào, cả người liền bay lên, giống như trong nước, lại giống như giữa không trung. Hạ cư sĩ, sang bên này đi, cách đó không xa, ông cụ gầy gò xuất hiện, vẫy tay với Hạ Thiên. Nơi này là nội bộ linh mạch. Ngươi chỉ cần làm quen với sự lưu chuyển của nó, ngươi có thể tự do tự tại khống chế cơ thể của mình. Hạ Thiên rất nhanh thích ứng với loại cảm giác này, nhưng hắn cũng nhạy bén phát giác được dường như có một luồng sức mạnh yếu ớt đang hô hấp băng hỏa linh thể của hắn bên trong linh mạch. Chỗ bị vỡ nằm ở đây, ông cụ gầy gò chờ Hạ Thiên bay đến gần, lập tức đưa tay chỉ. Hạ Thiên thuận theo phương hướng của ông cụ nhìn sang, phát hiện có một lỗ hổng. Rất nhiều ánh sáng và khí tức màu xanh đang không ngừng tràn ra ngoài.
Ba đại đỉnh vừa lúc nằm ở vị trí đó miễn cưỡng ngăn chặn phần lớn khe hở, lợi dụng đan đỉnh và không khiếu đan điền đẩy linh khí trở về bên trong linh mạch. Nhưng lỗ hổng thật sự quá lớn, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng lớn. Ba đan đỉnh cũng chỉ miễn cưỡng trèo trống, đoán chừng không bao lâu sau sẽ băng liệt. Để ta qua đó xem một chút, thân hình Hạ Thiên nhoáng một cái, như dao long bay đến gần lỗ hổng, nhìn một chút không nhịn được lẩm bẩm có chút kỳ lạ. Thông qua lỗ hổng, Hạ Thiên nhìn một cái đã nhìn rõ hình dạng linh mạch dưới lòng đất. Nó giống như một con ngọa long, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng mảnh vảy rồng. Nơi này là vảy ngược của rồng. Ánh mắt Hạ Thiên quét qua toàn bộ linh mạch một lần, phát hiện được vấn đề mấu chốt. Linh mạch dưới lòng đất được gọi là linh mạch bởi vì hình dáng của nó giống với rồng. Thậm chí trong những quyển tiểu thuyết cổ Sơn Hải chí quái còn có linh mạch hóa rồng bay lên. Bình thường mà nói, đa số long mạch vỡ tan là do địa chấn, thiên tai. Vị trí bị vỡ đều là ngẫu nhiên. Trước mắt, linh mạch dưới lòng đất bị vỡ lại là chỗ vảy ngược, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, không cần nghĩ cũng biết, nhất định có người cố tình làm. Hạ Thiên không quan tâm rốt cuộc linh mạch dưới lòng đất đã chịu đựng tàn phá gì, cũng không có hứng thú phá án. Hắn đến đây cũng chỉ vì tu bổ lại linh mạch bị bỏ sót này mà thôi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Hạ Thiên về dụng tâm của người phá hư linh mạch dưới lòng đất. Phá hư long mạch từ vị trí vảy ngược, mục đích của người đó hiển nhiên là muốn phá đi căn cơ tiên tu một đạo của Trung Nam Sơn. Thú vị đây, Hạ Thiên mỉm cười, lẩm bẩm vài tiếng. Ông cụ gầy gò nghe Hạ Thiên nói, liền hỏi, Hạ cư sĩ, chẳng lẽ người có phát hiện gì ngoài ý muốn hay sao? Không có phát hiện gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, người dọn ba cái đan đỉnh kia đi, bảo đại sư phụ và hai cô gái trốn xa một chút. Lát nữa có thể sẽ có một trận phong bạo. Hạ cư sĩ muốn bắt đầu sao? Ông cụ gầy gò thân là trưởng giáo Trùng Dương Cung, tu vi không thấp, tất nhiên cũng biết được linh mạch dưới lòng đất to lớn như thế nào. Mặc dù ông còn chưa rõ ràng lắm phương pháp chữa trị của Hạ Thiên, nhưng ông cũng dự cảm được ông không giúp được gì. Hạ Thiên gật đầu. Nếu là như vậy, tu vi bần đạo quá thấp, đoán chừng cũng không giúp ngươi được cái gì. Vậy làm phiền Hạ cư sĩ, ta xin phép lui trước. Ông cụ gầy gò gật đầu, sau đó vận chân khí nhấc ba đan đỉnh nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn ông cụ gầy gò đã đi xa. Lâu rồi hắn không gặp được người thức thời như thế. Nhưng trên thế giới có người thức thời thì sẽ có người không thức thời. Sau khi ông cụ gầy gò mang ba đan đỉnh rời đi, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện cách Hạ Thiên không xa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần xen vào chuyện người khác. Người này mặc áo tàng hình giống cái mà Cao Kiếm Phong đã nghiên cứu ra, chẳng qua nó có màu trắng, nhìn có vẻ cao cấp hơn. Ánh mắt người này nhìn Hạ Thiên tràn ngập sát khí. Hạ Thiên mỉm cười, nếu ta vẫn xen vào thì sao? Vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Người kia hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cặp phân thủy thứ, loại vũ khí có hai thanh sắt giống như hai mũi tên nhọn hai đầu trực chỉ Hạ Thiên. Ta nói một lần cuối, bây giờ ngươi rời đi còn kịp, sau đó quên hết toàn bộ những chuyện ở đây. Bằng không, ngươi, còn có người nhà của ngươi sẽ chết. Hạ Thiên nghe xong, không thể nín được cười. Nói với tên sát thủ, nếu ngươi đã biết ta là ai, ngươi nhất định không dám nói ra những lời như thế. Còn nếu ngươi chưa biết ta là ai, bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp. Ta chẳng quan tâm ngươi là ai. Người kia nghe Hạ Thiên nói xong, giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của tông chủ ta, mặc kệ là ai cũng chỉ có một con đường chết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẫy tay với người này, vậy ngươi đến đi, ta đứng ở đây chờ ngươi giết. Nếu ngươi đã muốn chết, ngươi cũng đừng trách ta. Người kia khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, cả người trong nháy mắt ẩn hình. Khi xuất hiện lại lần nữa, phân thủy thứ trong tay hắn ta đã đâm vào cơ thể Hạ Thiên. Hừ, còn không chịu nổi một kích, người kia thu hồi phân thủy thứ, mặt đầy khinh thường đẩy Hạ Thiên. Kết quả, thấy Hạ Thiên không ngã, hắn ta không khỏi ngẩn người, tại sao, ngươi không chết? Ngươi mới là muốn chết đấy. Thái độ Hạ Thiên vẫn hờ hững, tim bị đâm vào, người còn không bị thương sao? Người kia cúi đầu xuống, phát hiện ngực của mình rịn ra máu tươi, vội la hoảng lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên sát thủ ngươi quá ngu xuẩn rồi, trí nhớ cũng không được tốt. Hạ Thiên mỉm cười,
vừa rồi ngươi thọc mình, nhanh như vậy ngươi đã quên rồi sao? Ta đâm chính ta, người kia sững sờ, mất mấy giây mới khôi phục lại tinh thần, người ta đâm rõ ràng là ngươi mà. Hạ Thiên trêu chọc, vậy ngươi nhìn xem trên người ta có vết thương không? Ngươi, người kia nhìn trên dưới Hạ Thiên, quả nhiên không hề có vết thương nào. Hắn ta đã hiểu ra, ta biết rồi, ngươi nhất định là tu tiên giả. Xem ra ngươi cũng có thủ đoạn, nhưng chút bản lãnh này của ngươi vẫn còn chưa đủ. Nói xong, người kia đưa tay lau vết thương, máu tươi trong nháy mắt ngừng lại, vết thương dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép vào. Chút bản lãnh này của ngươi đúng là còn thiếu rất nhiều. Hạ Thiên nhàm chán khoát tay, các ngươi còn có nhân vật nào lợi hại hơn không, mau gọi ra đây hết đi, đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn phải tu bổ linh mạch nữa. Ánh mắt người kia không còn tràn ngập sát khí như vừa rồi, ngược lại chỉ toàn là sự cảnh giác, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nhúng tay vào chuyện lần này? Trung Nam Sơn đã cho ngươi chỗ tốt gì? Phản ứng này của ngươi được nè. Hạ Thiên gật đầu, hơi tán thưởng, ngươi phát hiện mình không phải là đối thủ của ta, lập tức thay đổi sách lược, đây cũng được xem là tố chất cơ bản của sát thủ. Tiếc là đầu óc của ngươi ngu quá. Người kia tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Giết thì giết đi. Ta đứng ở đây, hứa không động đậy. Hạ Thiên đáp lại. Phép khích tướng vô hiệu đối với ta. Tinh mang lóe lên trong mắt người kia rồi biến mất. Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, linh mạch dưới lòng đất này đã được tông chủ chúng ta nhìn chúng. Ngài ấy đã tốn thời gian lâu như thế, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư kế hoạch của ngài ấy. Ngươi là người ngoài, không thân cũng chẳng quen với đám đạo sĩ Trung Nam Sơn, ngươi cần chi phải lội vào vũng nước đục đó chứ? Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, mất hết cả hứng, hai, ta còn tưởng rằng ngươi còn tuyệt chiêu gì khiến cho hai mắt ta tỏa sáng, kết quả chỉ biết nói suông. Linh mạch này đã bị hư hại hơn 100 năm, nhưng vẫn chưa bị cướp đi, xem ra tông chủ của các ngươi cũng chỉ là phế vật. Im ngay, người kia cầm phân thủy thứ một lần nữa xông về phía Hạ Thiên, ta không cho phép ngươi sỉ nhục tông chủ của chúng ta. Bành! Lần này Hạ Thiên không bỏ qua cho tên sát thủ đó nữa, một cước đạp bay người này hơn mấy trăm mét, nặng nề đập vào vách tường. Người kia rên thảm một tiếng, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như bị chấn bể, há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó mất đi ý thức, không rõ sống chết. Đúng là phế vật, Hạ Thiên lắc đầu, sát thủ bây giờ càng lúc càng kém, độ chuyên nghiệp thấp đến mức không cách nào nhìn. Sau khi khinh bỉ một phen, hắn chẳng thèm quan tâm người kia nữa. Hạ Thiên rút ra một cây châm, im lặng vài giây, hắn chậm rãi đâm vào lỗ thủng linh mạch. Một châm này khơi dậy linh khí bạo động. Linh mạch như cự long lập tức tuôn ra, dâng trào như sóng thần. Toàn bộ lòng đất Trung Nam Sơn rung động kịch liệt theo. Đây là nghịch thiên bát châm sao? Tại một nơi an toàn nào đó bên ngoài linh mạch, ông cụ gầy gò không khỏi ngạc nhiên, quả nhiên có uy năng cải thiên hoán địa. Hạ cư sĩ đích thật là kỳ tài thế gian ít có thể phát huy châm pháp đến tình trạng như vậy. Ngươi đoán sai rồi, Trương Minh Đà lắc đầu, lập tức giải thích, nghịch thiên bát châm xưa nay không chỉ là một môn châm cứu trị bệnh cứu người, cũng không chỉ là một pháp môn tu hành thành tiên, mà nó còn có thể khống chế pháp tắc vạn vật trong thiên địa. Trương Bá Bá, điều này hơi khoa trương rồi. Thạch Thuần cau mày, có chút không hiểu, nghịch thiên bát châm của anh rể vẫn luôn dùng để trị bệnh cứu người. Mặc dù chúng ta cũng có thể sử dụng nó để tu tiên nhưng nói đến khống chế pháp tắc thì hơi quá. Không, đại sư phụ nói không sai. Ninh Nhụy Nhụy đưa ra ý kiến phản đối. Khi nàng còn ở bí cảnh dưới đáy biển, nàng đã từng chứng kiến Hạ Thiên sử dụng nghịch thiên bát châm để đối kháng thiên tượng tự nhiên. Trương Minh Đà lên tiếng, ngươi nên biết rằng đây chính là nghịch thiên bát châm. Nghịch chính là trời chứ không phải người. Trị bệnh cứu người chỉ là công năng cơ bản nhất của nó chứ không phải công năng ban đầu. Thạch Thuần nhếch miệng, Trương Bá Bá, người đã sớm biết việc này, cho nên người mới gọi anh rể ta đến tu bổ linh mạch sao? Ta không có dự kiến trước như vậy. Trương Minh Đà lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên đằng xa cùng với luồng linh khí giống như sóng thần, tuôn trào như biển cả, mấy năm qua ta mới có một chút cảm ngộ. Đoán được nghịch thiên bát châm có thể là như thế. Cho nên ta mới gọi hắn đến đây thử một lần. Người vừa rồi đấu với anh rể là ai thế? Thạch Thuần lại hỏi.
Ta không biết, biểu hiện của ông cụ gầy gò ngưng trọng lại, hơi lo lắng, mấy năm gần đây, ta vẫn luôn ở bên trong linh mạch dưới lòng đất, giao cho đại đệ tử quản lý những công việc thế tục. Cũng trong khoảng thời gian này, mạch nước ngầm bên dưới Trung Nam Sơn cũng càng lúc càng nhiều, cũng không biết. Thôi, tất cả chờ hạ cư sĩ tu bổ xong linh mạch rồi nói. Câu nói tiếp theo, ông cụ gầy gò không nói ra. Ninh Nhụy Nhụy cũng đoán được hơn phân nửa. Ông cụ có chút hoài nghi đại đệ tử của mình, chỉ là không có chứng cứ. Bây giờ không thể vọng động, nếu không, toàn bộ Trung Nam Sơn sẽ bị sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên kia, Hạ Thiên cảm thấy hơi phí sức. Cũng khó trách, dù sao cũng là linh mạch phạm vi mấy ngàn dặm, hắn chỉ dùng một cây ngân châm để kích động, mặc dù nghịch thiên bát châm có thể chèo chống nhưng tu vi của hắn lúc này quả thật hơi thấp. Đều tại muội muội chân dài, nếu nàng ấy không hút đi công lực của ta, chút chuyện nhỏ này chỉ cần tiện tay mà làm thôi. Trong lòng Hạ Thiên không khỏi oán thầm, lần sau gặp lại nàng ấy, ta nhất định sẽ dạy cho nàng ấy một bài học mới được. Hạ Thiên xưa nay không phải là người thích nhận thua, linh mạch mấy ngàn dặm nghiễm nhiên không nhận khống chế của hắn, ngược lại còn khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Vì thế, Hạ Thiên đã sử dụng toàn bộ nghịch thiên bát châm. Nhất châm sinh. Trong chớp mắt, linh mạch mấy ngàn dặm bắt đầu trải rộng trong đầu hắn, phác họa thành hình. Mỗi một tấc, mỗi một sợi đều rõ ràng rành mạch. Trong thời gian cực ngắn, linh khí sắp bị phá diệt được cứu sống, đồng thời còn có rất nhiều linh khí mới sinh sôi, cuồn cuộn như thủy triều rót vào trong linh mạch. Nhị châm tử. Tam châm thịt cốt. Tứ châm tẩy tủy. Bốn châm liên tiếp, linh mạch mấy ngàn dặm dưới lòng đất Trung Nam Sơn trở nên cuồng bạo. Con ngọa long cũng bắt đầu kháng cự trị liệu của Hạ Thiên. Nó quay đầu há miệng gào thét lao về phía hắn. Không ổn rồi, linh mạch hoảng sợ bỏ chạy. Ông cụ gầy gò bị dọa đến mặt không còn chút máu, cả người kinh hãi không thôi. Linh mạch là thứ có linh, cũng không phải tử vật không nhúc nhích. Nếu nó không sống được ở đây, nó sẽ đào tẩu. Một khi nó đào tẩu, vĩnh viễn không bao giờ nó quay lại. Hạ Thiên đương nhiên cũng nhận ra dị dạng. Long mạch này đang muốn đào tẩu. Trước đó, bởi vì vảy ngược bị phá, sinh cơ của nó cũng dần dần giảm xuống, cho nên nó mới bất lực không cách nào phản kháng. Bây giờ thì khác, Hạ Thiên sử dụng bốn châm của nghịch thiên bát châm trực tiếp khôi phục sinh cơ cho nó. Mặc dù còn chưa chữa trị hoàn toàn lỗ thủng, nhưng đã giúp nó cử động được. Dù sao vị trí Hạ Thiên thi châm cũng là vảy ngược của nó, giống như chỗ quan trọng bị tập kích, nó sẽ giãy giụa. Thậm chí phản sát cũng là chuyện nằm trong dữ liệu. Ngươi cho rằng mình là rồng thật sao? Hạ Thiên hơi khó chịu chừng mắt nhìn con rồng, bỗng vận chuyển đệ ngũ châm, ngươi hãy thành thật một chút cho ta. Sau khi Hạ Thiên bị Dạ Ngọc Mị hấp thu hơn phân nửa công lực, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đệ ngũ châm, đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng hắn muốn một lần trấn áp long mạch, chinh phục nó, để nó mặc cho hắn hành động. Oanh! Tuy linh mạch dưới lòng đất có linh, hơn nữa còn ngưng kết thành hình rồng, nhưng dù sao nó cũng không phải linh vật thật sự, cũng không phải chân long, phản ứng cũng có hạn. Đơn giản chỉ là tạo ra những trận cuồng phong, thổi đá vụn dưới lòng đất bắn tung trời. Tuy nhiên, những thủ đoạn này đối với Hạ Thiên lại không hề có tác dụng. Ngươi nên an phận một chút cho ta. Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, băng hỏa linh khí không ngừng rót vào bên trong ngân châm, sau đó rót vào trong lỗ thủng vảy ngược. Long mạch bị chấn động đến đầu óc quay cuồng, chờ đến khi nó lấy lại tinh thần, nghịch tính trong nháy mắt bị kích phát, giãy giụa lại càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, vảy ngược đã bị châm pháp của Hạ Thiên định trụ. Tiếp theo, lỗ thủng kia bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi khép lại. Long mạch cảm nhận được diệu dụng, tự giác yên tĩnh hơn rất nhiều. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ông cụ gầy gò từ đằng xa quan sát toàn bộ, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Nếu vừa nãy Hạ Thiên để linh mạch chạy thoát, ông sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Trùng Dương Cung. Trương Minh Đà hơi cảm thấy buồn cười, chỉ vào ông cụ gầy gò, Nhậm Chân Nhân, ngươi cũng cao tuổi rồi, lại còn là trưởng giáo Trùng Dương Cung, tại sao ngươi còn không được bình tĩnh bằng hai cô bé kia chứ? Nếu để cho đám đệ tử của ngươi và tín đồ nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ thất vọng như thế nào? Ông cụ gầy gò cười khổ, Trương Lão Đệ, ngươi đừng có cười ta. Chút công phu dưỡng tính đó của bần đạo đã sớm bị hao hết.
chỉ cần linh mạch vô sự, cho dù bị mất mặt cũng không tính là gì. Ngươi nhìn cũng thoáng đấy. Trương Minh Đàm mỉm cười lắc đầu. Lúc này, Thạch Thuần bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ về một hướng, hô to, ở đó có người, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Ninh Nhụy Nhụy tất nhiên cũng phát hiện ra, đám người này hẳn cùng một bọn với người mặc áo bào trắng quấy rầy Hạ Thiên Hành Trâm. Đan Trần Tử đang làm cái gì thế? Tại sao lại để nhiều người xâm nhập vào linh mạch dưới lòng đất như thế này? Ông cụ gầy gò tập trung nhìn kỹ, lập tức giận đến râu ria dựng đứng, chẳng lẽ cấm địa Trung Nam Sơn ta đã trở thành khu du lịch, mặc cho bọn họ muốn đến thì đến. Chúng ta đừng quan tâm, hiện tại đang là lúc quan trọng, tuyệt đối không thể để đám người kia làm hỏng chuyện của Hạ Thiên. Trương Minh đã nghiêm túc nhắc nhở một câu, ta đi cản bọn chúng lại. Ta cũng đi. Thạch Thuần không nói hai lời đi theo sau lưng Trương Minh Đà. Ninh Nhụy Nhụy không cam lòng yếu thế, Sở Lưu Vân thiết nhận cất trong tay áo, sau đó thả người lướt tới đám người mặc áo bào trắng. Lưu Vân thiết nhận vốn phải trả lại cho An Tâm Quán, nhưng quán chủ Khâu Kiến Cơ không nhận, một lần nữa giao lại cho nàng. Bây giờ vừa lúc nó có thể phát huy tác dụng. Đám sâu kiến này coi Trung Nam Sơn ta là trốn không người sao. Ông cụ gầy gò cũng động hỏa khí. Tay áo hất lên, cả người phát ra kim quang, sát khí tuôn trào phóng đến đám khách không mời mà đến kia. Ban đầu, đám người mặc áo bào trắng núp trong bóng tối. Ngoại trừ tên sát thủ phái ra ban đầu, bọn họ luôn lẳng lặng quan sát hướng đi của tình thế. Nhưng bọn họ vạn lần không nghĩ đến Hạ Thiên thật sự có thể chữa trị long mạch. Điều này xung đột với nhiệm vụ của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải ra tay giải quyết Hạ Thiên, cam đoan long mạch bị tổn hại. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới xuất hiện đã bị Thạch Thuần phát hiện, tiếp theo bốn bóng người bay đến, đại khai sát giới đối với bọn họ, thiếu chút nữa giết sạch bọn họ rồi. Phong cách tác chiến của Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần khác biệt quá nhiều, nhưng đều không có sát tính, chỉ đánh người choáng váng rồi dừng lại. Trương Minh Đà cầm ngân châm trong tay, thấy người liền đâm, trước phá đi ưu thế ẩn thân của đám người áo bào trắng, tận lực phế đi tu vi. Ngược lại, ông cụ gầy gò đang trong cơn lửa giận và nóng ruột, đừng nhìn là người xuất gia, khi ông ra tay vô cùng tàn nhẫn, gần như không lưu lại người sống. Trong lúc nhóm người Trương Minh Đà đang chiến đấu với đám người áo bào trắng, Hạ Thiên cũng nghênh đón thời khắc mấu chốt. Bởi vì công lực không đủ, đệ ngũ châm của Hạ Thiên không thể phát huy toàn bộ uy lực. Tốc độ khép lại của lỗ thủng long mạch càng lúc càng chậm, nhưng châm pháp tiêu hao băng hỏa linh khí lại càng lúc càng nhiều. Hạ Thiên không thể không thu lấy linh khí bên trong linh mạch dưới lòng đất, có chút cố hết sức, mắt thấy tình thế sắp có khuynh hướng sập bàn. Con rồng kia cũng cảm nhận được điều này, bắt đầu không an phận, vô tình gia tăng áp lực cho Hạ Thiên. Đệ ngũ châm, Hạ Thiên thầm quát một tiếng, một lần nữa rót băng hỏa linh khí vào bên trong lỗ thủng. Châm thứ 5 của nghịch thiên bát châm có tên đan thành, ý là có thể gia tăng tu vi của người sử dụng đến kim đan kỳ. Nhưng thứ trước mắt mà ngân châm sử dụng lại là một linh mạch không có thực thể. Kim đan không có chỗ dựa, hoàn toàn ngưng kết không ra. Mặc dù Hạ Thiên không ngừng rót băng hỏa linh khí nhưng đối với linh mạch mấy ngàn dặm mà nói, nó vẫn như hạt cát trong sa mạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng linh mạch còn chưa chữa trị xong, bản thân hắn đã hao hết linh khí mà chết. Hạ Thiên ta tuyệt không có khả năng thất bại. Hạ Thiên nghiến chặt răng. Cưỡng ép thúc đẩy băng hỏa linh khí trong đan điền, để ngũ châm, thành cho lão tử. Bỗng dưng, kim châm phóng ra một vệt kim quang, từng chút tràn ngập, tốc độ cực kỳ chậm nhưng thật ra lại nhanh như sấm sét. Toàn bộ lòng đất, thậm chí phạm vi mấy ngàn dặm đều bị luồng kim quang này đảo qua. Kim quang lướt qua, bất luận cả người lẫn cỏ cây đều như phù du, trong phút chốc trở nên cực kỳ chậm, giống như ăn phải thứ trái cây chỉ độn. Đám người áo bào trắng đang kịch đấu, còn có đám người Trương Minh Đà, tất cả như trở thành đoạn phim quay chậm, nhất cử nhất động đều chậm như ốc sên. Hạ Thiên cũng tiến vào một hoàn cảnh cực kỳ huyền diệu, cả người hắn như hòa tan, như không khí, như một trận gió, tự do tự tại vẫy vùng dưới lòng đất mấy ngàn dặm của Trung Nam Sơn. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy rõ linh mạch dưới lòng đất kéo dài đến đâu, hướng chảy của sông ngầm cùng với vô số sinh vật nhỏ bé. Hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hoa cỏ, cây cối trên mặt đất, du khách đi đường, còn có những dãy núi chập trùng đếm không hết. Chấm. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên tỉnh lại.
Khái niệm tỉnh lần này hoàn toàn khác với những lần trước mà hắn biết, một cảm giác cực kỳ siêu thoát, dường như thoát khỏi thể xác và cực hạn của con người. Cụ thể phải hình dung như thế nào loại cảm giác này, Hạ Thiên thật sự không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp. Hắn chỉ biết hắn lúc này đã khác với trước đó. Trong lúc Hạ Thiên tỉnh lại, luồng kim quang kia trong phút chốc thu về, thông qua ngân châm rút vào trong đan điền Hạ Thiên. Chuyện vừa rồi trải qua cũng chỉ có 1-2 giây, nhưng có lẽ đã có mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm, nhanh đến mức khiến hắn tưởng rằng mình đang thất thần. Đây chính là đệ ngũ châm của nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên tỉnh lại, không khỏi nhớ đến cảm giác đó, không, không đúng. Nó hoàn toàn khác với đệ ngũ châm ban đầu. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ nghịch thiên bát châm còn có biến thức khác? Thần tiên tỷ tỷ chưa hề nói với ta chuyện này, hay chính bản thân nàng ấy cũng không rõ. Giống. Lúc này, lòng đất bỗng nhiên vang lên tiếng rồng ngâm. À, Hạ Thiên cúi đầu kiểm tra, phát hiện long mạch đã được trị xong, lỗ thủng vảy ngược chẳng những khép lại, thậm chí còn ngưng kết một mảng vảy rồng kim quang lóng lánh, mơ hồ có dấu hiệu hóa rồng. Long mạch hiển nhiên cũng nhận ra điều này, hưng phấn không thôi, không ngừng du tẩu trong lòng đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên muốn niếc tai. Lăn tăn cái gì, ngươi còn lâu lắm mới hóa rồng. Hạ Thiên hơi khó chịu, nếu ngươi còn láo nháo, ngươi có tin một châm của ta làm cho ngươi biến mất luôn không? Linh tính của long mạch đã cao hơn lúc trước, nó vừa thương vừa sợ Hạ Thiên. Nghe tiếng quát của hắn, nó lập tức yên tĩnh trở lại, giống như sủng vật, khá nhu thuận. Phốc, phốc, phốc. Sau khi kim quang thu về, tâm mạch của đám người áo trắng đột nhiên nổ tung, miệng phun máu tung tóe, rơi vào bên trong sông ngầm dưới lòng đất, không biết sẽ bị cuốn trôi đi đâu. Hạ cư sĩ, ngươi thật sự có thể chữa trị được long mạch. Ông cụ gầy gò mừng rỡ, nhào đến trước mặt Hạ Thiên, kích động đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Đại ơn đại đức lần này, bần đạo suốt đời khó quên. Nếu sau này có gì sai khiến, Trùng Dương cung ta có chết muôn lần cũng không chối từ. Ta chẳng có gì sai khiến ngươi cả. Hạ Thiên nhếch miệng, ta hỗ trợ cũng chỉ vì đại sư phụ nhờ ta, nếu ngươi muốn cảm ơn, cứ cảm ơn ông ấy là được. Trương Minh Đàm mỉm cười, thức thời nói, cảm ơn ta làm gì? Là nhờ ngươi mới giải quyết được vấn đề. Nếu không có ông giúp ta chống lại bọn họ đến bây giờ, đoán chừng linh mạch đã sớm tản mất rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, đại sư phụ, ông cũng đừng giống ta quá, lúc nào cũng khiêm tốn. Người như ngươi mà còn biết khiêm tốn, ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì thế? Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi nên học hỏi ta đi. Tất cả đều do Lữ Nhân và Ngải Luân dạy ngươi có cái tính tự đại như thế. Hạ Thiên mỉm cười, cái này của ta không phải tự đại mà là tự tin. Ngươi cứ tự nhiên. Trương Minh Đà biết tính cách của Hạ Thiên, cũng lười tranh cãi với hắn, châm cuối cùng mà ngươi sử dụng chính là đệ ngũ châm sao? Phải mà cũng không phải, Hạ Thiên đáp. Trương Minh Đà bất mãn nhìn Hạ Thiên, đối với sư phụ ngươi là ta mà ngươi còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Đại sư phụ, ta không có thừa nước đục thả câu mà, lời nào ta nói cũng là thật. Hạ Thiên nghiêm túc đáp, châm đó không phải là đệ ngũ châm. Không chỉ Trương Minh Đà. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần nghe xong cũng không hiểu ý của Hạ Thiên, ai cũng nhìn hắn chằm chằm. Hạ Thiên xoa cằm suy nghĩ, sau đó giải thích, đơn giản mà nói, vừa rồi ta đích thật muốn sử dụng đệ ngũ châm trong nghịch thiên bát châm, nhưng bởi vì công lực hiện tại của ta không đủ, khi dùng hơi bị miễn cưỡng, cho nên ta đành phải cưỡng ép thôi động. Đúng lúc đó, một châm này sinh ra biến thức, trở thành một thức châm pháp độc lập bên ngoài nghịch thiên bát châm. Người ngộ ra được châm ngoại châm. Trương Minh Đà không khỏi mở to mắt nhìn Hạ Thiên, hơi chút khó tin. Mặc dù ông đã sớm quen thuộc với tính cách yêu nghiệt của hắn, nhưng ông không ngờ đến hắn lại có thể nghịch thiên đến mức như thế. Hạ Thiên ngược lại chưa từng nghe nói đến từ này, đại sư phụ, ông nói châm ngoại châm là ý như thế nào? Châm ngoại châm thật ra là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy trong châm pháp. Người có thể thực hiện được nó có thể nói là vạn người không được một, trăm vạn không được một. Thậm chí ngàn vạn cũng không được một. Trương Minh Đà còn chưa lấy lại tinh thần, giống như đang nói một mình, từ xưa đến nay, người ngộ ra được châm ngoại châm cũng chỉ có ba người, đó chính là thần nông thị trong truyền thuyết, Biển Thước và Dược Phương. Ta thật sự nghĩ không ra ngươi có thể ngộ ra được. Hơn nữa ngươi mới hơn 30, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ông cụ gầy gò không khỏi cảm thán, Hạ cư sĩ quả nhiên thần y trời sinh, bần đạo thành tâm kính phục. Hạ Thiên hơi bất mãn, đại sư phụ, nói một hồi, ông vẫn không nói châm ngoại châm có nghĩa là gì, chỉ lo đứng đó mà thổi phồng. Ngươi gấp cái gì chứ? Lúc này, Trương Minh Đà đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đã thể hiện hoàn toàn tác phong của một sư phụ, tiếp tục giải thích, ngươi nên biết, nếu người làm nghề y muốn sáng lập một môn châm pháp, đó là chuyện không hề dễ dàng, phải có kinh nghiệm làm nghề y lâu năm, còn phải có mấy chục năm khổ tâm nghiên cứu. Sau khi sáng tạo ra châm pháp, ngàn trùy trăm luyện, châm pháp của người đó sẽ càng lúc càng gần đến pháp tắc thiên đạo. Châm ngoại châm có thể nói là quà tặng của pháp tắc thiên đạo dành cho người làm nghề y. Châm ngoại châm đã hoàn toàn thoát thai khỏi bản thân châm pháp, tiến gần đến pháp tắc thiên đạo, thậm chí có thể nói là đột phá pháp tắc thiên đạo, là một loại châm pháp không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hạ Thiên nghĩ lại một chút, miêu tả này cùng với cảm nhận huyền diệu vừa rồi của hắn có chút trùng hợp. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, Trương Minh Đà ta cũng đã hành nghề y lâu năm, nhưng chưa từng nhận được quà tặng pháp tắc thiên đạo, ngược lại đồ đệ của ta lại nhanh chân đến trước. Trương Minh Đà cảm thán một câu thật sâu, sau đó kiêu ngạo nói, nhưng nói như thế nào ngươi cũng là đồ đệ của ta, vi sư cũng có thể vinh dự lây. Hạ Thiên lại nghĩ theo cách khác, nghịch thiên bát châm và đại sư phụ ông không có liên quan nhưng khi lời đến miệng hắn lại nuốt trở về. Dù sao cũng là đại sư phụ, nhiều ít cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho ông. Hạ cư sĩ, Trương lão đệ, nếu linh mạch đã được chữa trị xong, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại trong lòng đất nữa. Ông cụ gầy gò cười nói, chỉ bằng chúng ta rời khỏi Trùng Dương Cung, bần đạo cũng có thể tận vai trò chủ nhà, tổ chức một bữa tiệc cảm ơn các vị. Trương Minh Đà cũng đã chán ở cái nơi này, liền gật đầu nói, đúng rồi, chúng ta cũng chẳng phải chuột, ở lâu trong lòng đất làm gì. Sau khi lão tử đi lên, ta nhất định phải tắm một cái cho đã, ăn một bụng cho no. Nếu không, ta thật có lỗi với 10 năm vất vả của mình. Được rồi, bần đạo lập tức cho người sắp xếp ngay. Tâm trạng của ông cụ gầy gò rất tốt, lập tức đi trước, dẫn đám người Hạ Thiên rời khỏi lòng đất, thẳng đến Trùng Dương Cung bên trên. Đến Trùng Dương Cung, một đám đạo sĩ nhìn thấy ông cụ gầy gò, quả nhiên ai cũng vui mừng. Ông cụ gầy gò sắp xếp cho mấy vị tiểu đạo sĩ và đạo cô cho mấy người Hạ Thiên sai khiến. Đương nhiên, trước đó ông cũng đã dặn thật kỹ tầm quan trọng của mấy người Hạ Thiên đối với Trùng Dương Cung. Thạch Thuần bỗng vỗ đầu, hỏi, đúng rồi, Niệm Tâm đâu? Con bé thế nào rồi? Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên cũng quan tâm vấn đề này. Không chỉ người một nhà tiểu đạo cô Niệm Tâm mà còn những ẩn sĩ thôn ẩn tu nữa. Yên tâm đi, đại đồ đệ của ta đã đưa cô bé và người nhà của mình về An Tâm Quán rồi. Ông cụ gầy gò nhẹ giọng đáp, trước đó, bởi vì chuyện linh mạch, chúng ta không rảnh quan tâm đến thôn ẩn tu, mới để cho đám người Cao Kiếm Phong phạm phải tội ác như thế. Bần đạo tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đám ác nhân đó. Đương nhiên, số thôn dân kia cũng sẽ được bố trí thỏa đáng. Trương Minh Đà không biết vô tình hay cố ý nói một câu, ngươi không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng không phải ngươi đã giao việc xử lý những công việc phàm tục cho đại đệ tử thủ tọa của ngươi sao? Hắn ta cũng không rảnh chú ý. Ông cụ gầy gò im lặng thật lâu, sau đó nói, bần đạo sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Không phải cho chúng ta mà là cho những ẩn sĩ bị hại. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cải chính, chúng ta không bị hãm hại gì. Nhưng những ẩn sĩ đó đã phải chịu khổ hơn 30 năm. Ta hiểu rồi, ông cụ gầy gò khẽ gật đầu, nói tiếp, mấy vị cứ tạm thời nghỉ ngơi trước. Bần đạo đã ra lệnh cho đệ tử sắp xếp xong cho mọi người. Tối nay, bần đạo sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn ở Trùng Dương Cung cảm tạ các vị, cũng xem như chuẩn bị cho đại hội ẩn tiên. Không đợi nhóm người Hạ Thiên lên tiếng, ông lại chắp tay, bần đạo cần phải đi xử lý một số công chuyện, tạm thời cáo từ trước. Đạo trưởng đi thong thả, Thạch Thuần lễ phép đáp lại một câu. Chờ sau khi ông cụ gầy gò đi xong, Trương Minh Đà không kịp chờ đợi tắm rửa, dưới sự dẫn dắt của một tiểu đạo sĩ, ông đã vội vàng rời đi. Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta cũng trở về phòng tắm rửa đi. Thạch Thuần hít hít tay và vai của mình, mặc dù không có mùi vị khác thường và mồ hôi bẩn, nhưng con gái thì trời sinh thích trưng diện. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vận động cũng không ít. Cũng cần phải tắm rửa một chút.
Ninh Nhụy Nhụy nhẹ gật đầu, nói với Hạ Thiên, người có cần tắm rửa không? À, tiểu muội chân dài, cô chủ động mời ta tắm chung. Hai mắt Hạ Thiên sáng lên, vô cùng hưng phấn, vậy ta nhất định phải đi tắm rồi. Ngươi đang nghĩ gì thế? Ninh Nhụy Nhụy tức giận chừng Hạ Thiên, là ngươi tự tắm cho ngươi, chúng ta tự tắm cho chúng ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhờ vị đạo trưởng này tắm dùm ngươi. Vị đạo trưởng kia ngược lại thủ sủng nhược kinh, có thể được phục vụ cho Hạ Thần Y, đây chính là vinh hạnh suốt đời của bần đạo. Quên đi thôi, Hạ Thiên rất thẳng, cho dù hắn muốn cong, hắn cũng không tìm những kẻ có nhan sắc thất bại như thế. Hắn nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, tại sao cô không suy tính một chút, các người mệt mỏi cả một ngày, nhất định sẽ đau lưng nhức eo, trong khi kỹ thuật xoa bóp của ta đứng đầu thiên hạ. Khi các người tắm rửa, ta có thể giúp các người ấn một cái, cam đoan thư giãn thể xác và tinh thần, thoải mái đến tận mây xanh. Anh rể, nghe người dùng từ là biết người có ý đồ không tốt rồi. Thạch Thuần khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, người quá háo sắc, tuyệt không hiểu gì về tình thú. Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn nữa. Thạch Thuần ôm lấy tay Ninh Nhụy Nhụy muốn rời khỏi. Thuần nha đầu, người đừng cho rằng ta không biết người đang có chủ ý gì. Hạ Thiên khó chịu trừng mắt với Thạch Thuần, tiểu muội chân dài là người phụ nữ của ta, người đừng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của nàng ấy. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Hắn nói như thế khiến Ninh Nhụy Nhụy sinh lòng cảnh giác. Nàng không khỏi nhớ lại, Thạch Thuần cũng là một tiểu sắc nữ, bình thường học Hạ Thiên động thủ động cước. Nếu nàng tắm chung với Thạch Thuần còn không đạt được mục đích sao? Thạch Thuần vốn trong bụng đang nở hoa, nghe Hạ Thiên vạch trần mình. Nàng liền gấp lên, anh rể, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đang thay ngươi tìm kiếm thực hư, tại sao ngươi còn không biết tốt xấu? Các người thật sự là, Ninh Nhụy Nhụy bó tay, quyết định không để ý đến hai người dở hơi này. Nàng quay sang nói với một đạo cô, làm phiền ngươi dẫn đường, ta một mình về phòng tắm rửa trước. Thạch Thuần nhìn Ninh Nhụy Nhụy đi xa, bất mãn nói với Hạ Thiên, ngươi nhìn đi, bây giờ thì tốt rồi, tỷ ấy đã xấu hổ. Tất cả mọi người đều không có cơ hội nhìn. Tiểu muội chân dài là vợ tương lai của ta, ta muốn nhìn lúc nào thì nhìn, không cần mấy cơ hội như thế này. Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường. À, anh rể, chẳng lẽ ngươi muốn đi nhìn lén? Thạch Thuần không hổ là tiểu Hạ Thiên, mạch suy nghĩ lập tức đi theo, như vậy không tốt đâu. Nếu Nhụy Nhụy tỷ biết được, tỷ ấy sẽ tức giận. Cái gì mà gọi là nhìn lén? Ta quang minh chính đại đi thưởng thức vợ tương lai của ta. Hạ Thiên nghiêm túc tìm cớ, nàng ấy có tức giận thì cũng tức giận ngươi. Ta là chồng tương lai của nàng ấy, có nhìn cũng là chuyện đương nhiên. Luận ra mặt, quả nhiên vẫn là anh rể ngươi dày nhất. Thạch Thuần giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Ta không cần quan tâm ngươi nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, bước theo hướng Ninh Nhụy Nhụy đã đi, Thạch Thuần cười hì hì đi sau lưng. Sau đó, tiểu đạo sĩ và đạo cô kia cũng đi theo. Hạ Thiên quay đầu nhìn tiểu đạo sĩ và đạo cô đi theo hắn, hai người các ngươi ở lại đây đi, đừng có đi theo ta. Tiểu đạo sĩ kia hơi co quắp, nhưng sư tổ bảo ta đi theo ngươi, chờ ngươi phân phó. Vậy ta phân phó chính là các ngươi không được đi theo ta. Hạ Thiên ngáp một cái, ai đi theo ta, ta đánh người đó. Tiểu đạo sĩ và đạo cô liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, vậy chúng ta không đi theo. Chúc Hạ Thần Y và Thạch cô nương đi chơi vui vẻ ở Trùng Dương Cung. Không bao lâu sau, Hạ Thiên và Thạch Thuần đã đến phòng của Ninh Nhụy Nhụy. Đó là một viện tử yên tĩnh, phòng cũng không ít. Ninh Nhụy Nhụy đang ở trong một căn phòng tao nhã, lịch sự nhất. Sau khi chuẩn bị xong nước nóng, Ninh Nhụy Nhụy liền đuổi đạo cô kia đi, còn mình thì cởi quần áo chậm rãi ngâm mình trong cái bồn tắm phủ kín hoa. Quả nhiên sảng khoái vô cùng. Khiến nàng không thể không tán thưởng, dễ chịu, thật quá dễ chịu. Ngâm một hồi, cơ thể như mềm ra, Ninh Nhụy Nhụy mới bắt đầu dùng nước lau sạch cơ thể của mình. Không thể không nói, dáng người Ninh Nhụy Nhụy thật sự khó có được. Ngoại trừ chỗ nào đó còn chưa được lớn lắm, những thứ còn lại có thể được gọi là hoàn mỹ. Nhất là cặp đùi vừa dài vừa thẳng, quả thật khiến người ta muốn phạm tội. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nuốt nước miếng. À, hai người các ngươi thật là, Ninh Nhụy Nhụy khẽ giật mình, sau đó hiểu ra, không khỏi có chút sợ khóc sợ cười, nếu đã đến rồi,
vậy chúng ta cùng nhau tắm đi. Oanh một tiếng, một bóng người không chút khách khí nhào vào trong bồn tắm. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thoáng qua người đến, không khỏi kinh ngạc, tại sao, ngươi? Màn đêm buông xuống. Đại điện Trùng Dương Cung, đèn đuốc sáng trưng, tân khách ngồi đầy. Đây là lần đầu tiên Trung Nam Sơn nháo nhiệt như vậy vào buổi tối. Toàn Chân trưởng giáo nhiều năm chưa từng lộ diện Nhậm Đạo Phưởng Nhậm Chân Nhân đột nhiên xuất hiện, còn mở tiệc tối mời một số vị khách dưới núi, nói có chuyện lớn cần tuyên bố. Trong số khách đến tham gia bữa tiệc, ngoại trừ không ít quán chủ đạo quán Trung Nam Sơn, còn có một số ẩn tu đại diện cho thôn ẩn tu. Gia đình Niệm Tâm cũng có mặt bên trong. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, trưởng giáo Nhậm Đạo Phưởng còn chưa đến, thậm chí có một bàn khách cũng không thấy ai. Chỉ có đại đệ tử thủ tọa Đan Trần, cũng chính là vị đạo trưởng mày rậm tiếp đãi khách, thỉnh thoảng lên tiếng trấn an những vị khách tâm trạng nôn nóng. Trưởng giáo đến. Khách quý đến. Trong lúc có một số người không chờ đợi nổi nữa, ngoài điện bỗng nhiên có người cao giọng kêu hai câu. Tân khách bên trong đại điện không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bọn họ nhìn thấy trưởng giáo Nhậm Đạo Phưởng vô cùng cung kính dẫn nhóm người Hạ Thiên chậm rãi bước vào trong đại điện. Tình huống này khiến cho một đám tân khách không rõ ràng lắm bị hù dọa, không khỏi suy đoán thân phận của nhóm người Hạ Thiên. Bọn họ là ai? Vì sao Nhậm trưởng giáo lại khách khí với bọn họ như thế? Không biết, chẳng lẽ là đại nhân vật nào sao? Một lão đầu, một nam hai nữ trẻ tuổi, cũng chẳng tính là đại nhân vật gì. Nếu không phải khách quý, tại sao Nhậm trưởng giáo lại cung kính như thế? Đúng là quái lạ. Nhậm trưởng giáo nhiều năm như vậy không lộ diện, bây giờ ông ta tính chơi trò gì thế? Trong đó cũng có người thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi thăm Đan Trần, nhưng vị đạo sĩ mày rậm này đã sớm được dặn dò, không thể tự tiện tiết lộ thân phận của Hạ Thiên. Lúc này, ông ta đành phải giả vờ câm điếc. Nhậm trưởng giáo sắp xếp cho nhóm người Hạ Thiên ngồi ở bàn tiệc vị trí tôn quý nhất, thậm chí bản thân ông còn ngồi ở ghế chót, khiến cho đám tân khách không khỏi sợ hãi. Ai cũng cho rằng vị trưởng giáo này khách sáo quá mức rồi. Mọi người nhất định rất hiếu kỳ không biết những người này là ai, vì sao bần đạo lại tôn kính bọn họ như vậy. Hai mắt Nhậm trưởng giáo nheo lại, mỉm cười nói với tân khách, bần đạo xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là Quỷ Y Trương Minh Đà Dương danh thiên hạ năm đó. Đây là đồ đệ của ông ấy, thiên hạ đệ nhất thần y Hạ Thiên. Hai cô gái kia là Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư và Thạch Thuần tiểu thư. Nghe Nhậm trưởng giáo giới thiệu xong, chúng tân khách kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn qua cũng đã có chút tuổi tác, mặc dù không biết Hạ Thiên là ai, nhưng tất cả đều đã nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh của Trương Minh Đà. Nhất thời, mọi người càng thêm cảm thấy lạ, tại sao Quỷ Y lại xuất hiện ở Trung Nam Sơn, lại còn là thượng khách của Trùng Dương Cung. Bọn họ đều là đại ân nhân của Trùng Dương Cung ta, cũng là đại ân nhân của mấy vạn dặm Sơn Hà Trung Nam Sơn. Nhậm trưởng giáo nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng cảm khái không thôi, nếu không nhờ bọn họ, bần đạo chỉ sợ đã mệnh táng hoàng tuyền. Trùng Dương Cung cũng không thoát khỏi tình huống suy bại, mấy ngàn dặm Trung Nam Sơn sẽ không còn cảnh non xanh nước biếc nữa. Chúng tân khách nghe Nhậm trưởng giáo nói càng lúc càng mơ hồ, không biết nên phản ứng như thế nào cho hợp lý. Trương Minh Đà lại cảm thấy Nhậm trưởng giáo có chút chuyện bé xé ra to, Nhậm lão ca, người thoải mái hơn một chút đi. Người nghiêm túc như vậy, mọi người còn ăn cơm như thế nào được nữa? Cũng đúng, Nhậm trưởng giáo cười khẽ, ngẩng đầu nói với tất cả tân khách, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên là được. Đây cũng không phải bữa tiệc chính thức mà chỉ là đã lâu rồi ta không xuất hiện, bây giờ ta muốn mời mọi người một bữa cơm làm quen với nhau mà thôi. Cách nói đó khiến mọi người an tâm không ít, bọn họ chỉ sợ vị trưởng giáo đã lâu không xuất hiện. Bây giờ xuất hiện muốn làm chuyện gì đó thật lớn. Dù sao, trong khoảng thời gian Nhậm trưởng giáo không có mặt, bọn họ cũng đã phân chia xong các loại lợi ích. Trên thực tế, Nhậm trưởng giáo đích thật cũng không muốn làm to chuyện. Khi ông xử lý một số tục vụ, ông phát hiện có rất nhiều chuyện sớm thoát khỏi quyền khống chế của ông, nhưng ông từ trước đến nay không thích tranh quyền, cho nên ông cũng không vì vậy mà quá giận dữ, cũng không có ý định thanh toán trong bữa cơm này. Ăn cơm thì ăn cơm thôi, không cần thiết phải nói hưu nói vượn nhiều như thế. Hạ Thiên lười quan tâm mấy chuyện vòng vo này, cũng không đợi Nhậm trưởng giáo nói dứt lời, hắn đã cầm đũa bắt đầu ăn. Hạ cư sĩ nói rất đúng,
bần đạo cũng không nên nói nhiều. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu bữa tiệc, Nhậm trưởng giáo vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng nghe Hạ Thiên nói như thế, ông cũng không nói nữa, mọi người cứ tự nhiên, mời mọi người dùng bữa. Chúng tân khách thật sự không thể tưởng tượng nổi, Nhậm trưởng giáo từ lúc nào đã trở nên hiền hòa như thế, lại còn quá tốt với người thanh niên kia. Rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc không có ai giúp bọn họ giải đáp, mọi người đành phải ăn trước rồi nói sau. Nhưng nếu chỉ ăn cơm thôi, bữa tiệc sẽ rất nhanh kết thúc. Chưa đến nửa giờ, bữa tiệc đã có xu hướng muốn chấm dứt. Điều này khiến cho những tân khách thường xuyên tham gia tiệc tùng cảm thấy không quen. Nhậm trưởng giáo, nếu ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng đi, không cần làm bộ như thế. Quả nhiên có người không giữ được bình tĩnh, vừa đặt đũa xuống đã hỏi. Những người khác cũng có suy nghĩ này, vội hưởng ứng, đúng vậy, cho dù chúng ta có chỗ nào không đúng, ngươi cứ phê bình thẳng thắn là được. Nếu ngươi không nói cho rõ ràng, chúng ta ăn cơm cũng không ngon. Nhậm trưởng giáo không nghĩ đến chúng tân khách nhanh như vậy đã không giữ được bình tĩnh, không nhịn được bật cười, bần đạo đích thật không có ý gì khác. Mấy năm qua, bần đạo vẫn luôn bế quan tu luyện. Hiện tại khó khăn lắm mới xuất quan, ta cũng chỉ muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, chỉ thế mà thôi, các người không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chúng ta không thể không có suy nghĩ khác. Một vị đạo trưởng có rear map đứng lên nói, Nhậm trưởng giáo ngươi nhiều năm không xuất hiện, bây giờ đột nhiên có mặt tại đây, lại còn tổ chức tiệc mời chúng ta ăn cơm. Nếu ngươi không nói rõ nguyên nhân cụ thể, ngươi cảm thấy chúng ta còn ăn được sao? Đúng vậy, vô duyên vô cớ khoản đãi như thế, trong lòng chúng ta thật sự khó mà bình an. Nhậm trưởng giáo thở dài, chậm rãi nói, thật ra cũng không có lý do đặc biệt gì, chỉ là muốn nói chuyện với mọi người. Ban đầu, ta dự định sau khi bữa ăn kết thúc sẽ nói, nhưng nếu mọi người đã hỏi, bần đạo xin nói một chút. Quả nhiên là có chuyện muốn nói. Một đám tân khách nghe xong, ngược lại thở ra một hơi. Bần đạo bản danh Nhậm Hạo, pháp danh Đạo Phường, từ nhỏ đã xuất gia, vẫn luôn tu hành trên Trung Nam Sơn. Nhậm trưởng giáo đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói tiếp, ta sống đến hiện tại đã 72 năm, thiên tư bình thường. Tu vi không cao, không sánh bằng một đám sư huynh sư đệ lúc đó, nhưng Lữ sư huynh vẫn truyền lại chức vị trưởng giáo cho ta. Chúng tân khách nghe Nhậm trưởng giáo bắt đầu thuật lại cuộc đời, lại càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc là ông ta muốn nói cái gì? Lúc này, mọi người không tiện cắt ngang, đành phải lắng nghe ông nói tiếp. Từ khi ta tiếp nhận vị trí trưởng giáo, trong lòng bần đạo luôn lo sợ bất an, cứ như dẫm lên tầng băng mỏng, sợ một bước đi sai một bước nhầm. Làm mất thanh danh Trùng Dương Cung và Trung Nam Sơn. Nhậm trưởng giáo có khả năng đã ở quá lâu trong lòng đất, lượn quanh một vòng lớn vẫn không nói vào chính đề. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, thúc giục, Nhậm lão đạo, người muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, cũng đừng nhiều lời nữa. Ta còn phải nghỉ ngơi sớm với tiểu muội chân dài nữa. Ninh Nhụy Nhụy hơi tức giận đánh Hạ Thiên một cái, thấp giọng mắng một câu, người đừng nói mấy lời như thế trước mặt mọi người chứ. Ngươi muốn làm ta mất mặt à? Có cái gì nói cái đó, ta nói đúng sự thật mà. Hạ Thiên nhếch môi nói. Mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhỏ giọng cảnh cáo tóm lại, về sau ngươi không được nói nữa. Hạ cư sĩ, ngươi đừng vội, ta sắp nói đến đây. Nhậm trưởng đích thật kính trọng Hạ Thiên có thừa, một chút cũng không làm trái ý hắn. Ông mỉm cười trấn an hai câu, sau đó nói tiếp, năm đó. Mặc kệ sư tôn hay là sư huynh, khi truyền vị đều đã nói qua, vị trí trưởng giáo Trùng Dương Cung căn hệ trọng đại, không chỉ phải chiếu cố đến mấy ngàn dặm Trung Nam Sơn, mà còn phải kiêm luôn tán tu trong thiên hạ. Cho nên, ta lại càng phải thêm chú trọng đức hạnh. Nếu không có đức hạnh, cho dù có tài năng ngút trời, vị trí trưởng giáo Trùng Dương Cung tuyệt không thể truyền. Ngược lại, nếu như gặp được người có đại đức, cho dù hắn không phải người Trùng Dương Cung, ta cũng có thể truyền vị lại. Lời này rốt cuộc cũng đã nói đúng trọng điểm, không chỉ tân khách nhìn ra được manh mối, ngay cả vị đạo trưởng mày rậm cũng đổ mồ hôi tay. Ông ta biết rõ Nhậm trưởng giáo muốn nói cái gì, cơ thể hơi run lên. Hôm nay, bần đạo đã gặp được người có đại đức, đó chính là vị Hạ Thiên Hạ Thần Y. Nhậm trưởng giáo thành khẩn chỉ vào Hạ Thiên, hắn và Trung Nam Sơn ta thật ra không hề có chút liên quan, nhưng hắn lại cứu mạng của bần đạo.
còn không tiếc nguy hiểm đến tính mạng chữa trị cho linh mạch mấy ngàn dặm Trung Nam Sơn, cũng xem như cứu mạng các người. Người đại đức như thế, bần đạo cảm thấy hắn mới là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí chủ nhân của Trung Nam Sơn. Bần đạo quyết định. Dừng lại, dừng lại. Hạ Thiên cũng nghe ra được Nhậm trưởng giáo muốn làm gì, hơi khó chịu nói, Nhậm lão đạo, người muốn ăn đòn đúng không? Ta hoàn toàn không có hứng thú với vị trí trưởng giáo rách nát của các ngươi. Ngươi truyền cho ai cũng được, đừng phiền đến ta. Nhậm trưởng giáo vô cùng trịnh trọng, Hạ cư sĩ, ngươi chính là nhân tuyển có 102 cho chức vị trưởng giáo. Chỉ có ngươi dẫn đầu, Trung Nam Sơn mới có thể trọng trấn vinh quang ngày xưa, mới bảo vệ được lợi ích tán tu trong thiên hạ, thậm chí có thể dẫn dắt. Hạ Thiên một lần nữa cắt ngang Nhậm trưởng giáo, bĩu môi nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với những gì ngươi nói. Tóm lại, ngươi đừng nhắc đến ta, nếu không, ta sẽ đánh ngươi đấy. Chức vị trưởng giáo Trùng Dương Cung chẳng lẽ chỉ là một củ cải trắng, tặng cho người ta cũng không muốn nhận. Thật sự buồn cười, lúc này, một âm thanh sắc nhọn vang lên trong đám người, theo ta thấy, chỉ bằng truyền cho con chó ở cửa. Nói không chừng nó còn thích hợp hơn đấy. Ha 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 ha. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người lên tiếng là một đạo sĩ mặc áo bào đỏ, nhìn tuổi không lớn lắm nhưng biểu hiện kiêu căng, dường như không để bất cứ kẻ nào vào mắt. À, không phải đây chính là Hồng Dương đạo trưởng lừa đảo vào ban ngày hay sao? Thạch Thuần liếc mắt một cái đã nhận ra người này, ta còn đá ông ta một cái, nhưng ông ta chẳng sao cả. Xem ra cũng không đơn giản. Túc Hạ là ai, vì sao lại nói ra những lời ô uế, làm nhục Trùng Dương cung ta? Đạo trưởng mày rậm vốn có chút tức giận trong lòng, nhưng không tiện phát tác với Nhậm trưởng giáo và đám người Hạ Thiên. Lúc này thấy có người quấy rối, ông ta lập tức vọt đến, nổi giận quát, ngươi mau xin lỗi đi. Nếu không, đừng trách ta tống cổ ngươi. Thế nào, ngay cả lời cũng không cho người ta nói. Vị đạo sĩ áo bào đỏ không khỏi cười nhạo, vô cùng cuồng vọng, ta tên Hồng Thắng Hỏa, đạo hiệu Hồng Dương. Năm đó, tổ sư Vương Trùng Dương của các ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, đám đồ tử đồ tôn các ngươi ngược lại phách lối quá nhỉ. Lời nói này của Hồng Dương chân nhân phách lối vô cùng, nhưng chỉ cần là người có trí thông minh sẽ không tin lời ông ta nói, nhưng nét khinh miệt Trùng Dương cung của ông ta vẫn lộ rõ trên nét mặt. Dám sỉ nhục tổ sư phái ta, người muốn chết sao? Đạo trưởng mày rậm không kiềm được lửa giận, tay áo chấn động, nhấc trưởng đánh vào đầu Hồng Dương chân nhân. Một trưởng này không hề lưu thủ, nếu vỗ chúng, nói không chừng vị Hồng Dương chân nhân này sẽ u đầu mẻ trán ngay tại chỗ. Không nghĩ đến Hồng Dương chân nhân lại không nhúc nhích, nghênh đón một trưởng của đạo trưởng mày rậm. Bành! Một trưởng giống như đánh vào tảng đá, phát ra âm thanh trầm đục. Đạo trưởng mày rậm biến sắc, lộ ra vẻ thống khổ, ôm tay kêu thảm, a. Bổn chân nhân đã có tu vi hơn ngàn năm, bên trong cơ thể đã hình thành cương khí, ngươi cho rằng ngươi đã thương được ta sao? Hồng Dương chân nhân khinh thường, ngạo nghễ nói. Tân khách có mặt không khỏi kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng người này là một tên lừa đảo thích khoác lác, không nghĩ đến ông ta có bản lãnh thật sự. Nên biết rằng đạo trưởng mày rậm là đại đệ tử thủ tọa Trùng Dương cung, tu vi không thấp, nhưng vừa đối mặt đã thua ngay. Anh rể, người này không phải lừa đảo, nhìn qua vẫn rất lợi hại. Thạch Thuần nhìn thấy, cảm thấy kỳ quái, vội hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn đang ăn như cũ, thuận miệng đáp, Thuần nha đầu, ngươi nên hiểu rõ một điều, lừa đảo là lừa đảo, phế vật là phế vật. Ông ta là một tên lừa gạt thì không có nghĩa là ông ta không có thực lực. Nhưng vào ban ngày, ngươi tùy tiện đạp một cước ông ta đã ngã xuống. Thạch Thuần khẽ cau mày, nhìn ông ta không hề giống người có thực lực. Thuần Thuần, người suy nghĩ đơn giản quá. Ninh Nhụy Nhụy nhìn ra được mánh khóe trong đó, khi ông ta lăn từ sườn núi xuống dưới, nếu là người bình thường, nhất định đã thương cân động cốt, được đưa vào bệnh viện điều trị rồi. Nhưng muội nhìn ông ta đi, không hề có vết thương nào. Nghe xong, Thạch Thuần giật mình nhận ra, đúng vậy, ông ta không hề có chuyện gì. Cho nên, muội nhìn người cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nhắc nhở, người trong xã hội phức tạp cực kỳ, dạng gì cũng có cả. Thạch Thuần cảm thấy không thú vị gì cả, lắc đầu nói, chẳng vui chút nào, giống anh dễ đi thẳng về thẳng trông vui hơn. Một bên khác, đạo trưởng mày rậm cố nén sự đau đớn trên tay,
trừng mắt nhìn Hồng Dương chân nhân, người rốt cuộc là ai? Cái này bổn chân nhân đã nói trước đó. Hồng Dương chân nhân đẩy đạo trưởng mày rậm một cái, chậm rãi bước về phía Nhậm trưởng giáo, ta đến từ Hồng Dương quán của tiên đảo Bồng Lai. Năm đó, ta đã đánh cược với Vương Trùng Dương, chỉ cần ta thắng hắn ta phải nhường Trung Nam Sơn lại cho ta. Bổn chân nhân bế quan gần 900 năm, rốt cuộc kim đan đại thành. Ta một lần nữa đến Trung Nam Sơn, kết quả biết được Vương Trùng Dương đã chết từ lâu, lúc đó Trần trưởng giáo lại phủ nhận việc này, phòng thủ không chiến. Hồng Dương chân nhân càng nói càng kích động, cuối cùng chỉ vào Nhậm trưởng giáo, hôm nay, bổn chân nhân muốn Trùng Dương cung các ngươi công nhận vụ đánh cược đó, phân ra cao thấp. Vị đạo huynh này, bất luận ngươi nói là thật hay giả. Nhậm trưởng giáo rốt cuộc cũng là người có tu dưỡng, mặc dù người trước mắt bất kính đối với tổ sư Vương Trùng Dương, nhưng ông vẫn cố kiềm nén, chỉ nói về bữa tiệc này, bần đạo mở tiệc chiêu đãi các vị quán chủ Trung Nam Sơn và những người có liên quan, cũng không mời ngươi. Ngươi lỗ mãng xông vào như vậy, có phải đã quá vô lễ rồi hay không? Quả nhiên ngươi vẫn nói sang chuyện khác, Hồng Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, biểu hiện hơi khinh thường, chỉ vào Nhậm trưởng giáo. Ngươi đừng nói mấy câu có hay không có, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có dám thay tổ sư Vương Trùng Dương các ngươi tiếp nhận khiêu chiến của bổn chân nhân, có dám thực hiện vụ đánh cược mà lúc trước Vương Trùng Dương đã lập hay không? Tổ sư Trùng Dương giáo ta từ trước đến nay luôn là người trọng cam kết. Nếu quả thật có vụ đánh cược này, cho dù ông chưa hoàn thành, ông cũng sẽ truyền xuống di ngôn để chúng ta thay ông hoàn thành. Nhậm trưởng giáo thản nhiên đáp. Trùng Dương cung chúng ta chưa từng nhận di huấn như thế của tổ sư, cho nên vụ đánh cược mà ngươi nói hoàn toàn không tồn tại. Nói cách khác, ngươi không dám nhận, gương mặt Hồng Dương chân nhân lộ vẻ khinh bỉ, vậy ngươi nên dứt khoát nhường lại Trung Nam Sơn. Bằng không, ngươi đừng trách bổn chân nhân đại khai sát giới. Nhậm trưởng giáo khẳng định người trước mắt là loại chỉ biết lè người, đại khai sát giới. Vị đạo huynh này thật biết nói đùa. Khi nói chuyện khó tránh khỏi có mấy lời không nên nói. Bổn chân nhân không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Hồng Dương chân nhân khẽ cười hai tiếng, hơi khinh thường nhìn Nhậm trưởng giáo, hay ngươi cho rằng bổn chân nhân nói được mà không làm được. Nhậm trưởng giáo cũng mất kiên nhẫn, khoát tay nói, Trung Nam Sơn không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi cho. Người nên rời đi là các ngươi. Hồng Dương chân nhân cũng không còn kiên nhẫn. Trực tiếp khiển trách, ta vốn muốn cho các ngươi thêm một cơ hội, kết quả các ngươi lại muốn truyền vị trí trưởng giáo cho một người ngoài cái gì cũng không biết. Khi nói, ông ta còn ngạo mạn nhìn Hạ Thiên, không che giấu sự oán hận và xem thường. Nhậm trưởng giáo thản nhiên nói, truyền chức vị trưởng giáo cho ai, đó là chuyện riêng của Trùng Dương cung chúng ta, chẳng có liên quan gì đến ngươi. Không, có liên quan đến ta chứ. Hồng Dương chân nhân vung tay quát to, bởi vì từ giờ trở đi, Trung Nam Sơn sẽ do bổn chân nhân chấp trưởng, đám người các ngươi nhất định phải cút ra khỏi Trung Nam Sơn ngay lập tức. Tân khách ngồi đây đa số đều là quán chủ đạo quán to to nhỏ nhỏ của Trung Nam Sơn. Mọi người nghe Hồng Dương chân nhân nói xong, tất cả như nổ tung, đứng dậy chỉ tay mắng mỏ Hồng Dương chân nhân. Im ngay cho bổn chân nhân. Hồng Dương chân nhân bỗng đưa tay nhấn một cái vào hư không, những người kia lập tức không phát ra được âm thanh. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Lần này, không chỉ Nhậm trưởng giáo, ngay cả Trương Minh Đà, còn có Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đều bị trấn trụ. Tại sao ông ta lại làm được như thế? Thạch Thuần hơi kinh ngạc. Trước kia, mấy chuyện này dường như chỉ có Hạ Thiên mới làm được. Ninh Nhụy Nhụy cau chặt mày, khẽ lắc đầu, người này có cái gì đó rất quái lạ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên vẫn thái độ việc không liên quan đến mình, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Ninh Nhụy Nhụy, rau dại này ăn rất ngon, rất tốt cho việc phát dục của cơ thể. Tiểu muội chân dài, cô phải ăn nhiều một chút. Anh rể, người không cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng sao? Thạch Thuần khó hiểu nhìn Hạ Thiên, người vẫn còn tâm trạng ăn uống à? Hạ Thiên nhếch miệng, có gì mà phải khẩn trương chứ? Thần tiên tỷ tỷ đã nói qua, lúc ăn cơm nên tập trung ăn cơm. Tuyệt đối không nên lãng phí thức ăn. Ngươi trông có vẻ an nhàn nhỉ. Lúc này Hồng Dương chân nhân mới chú ý đến Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng có thể khiến cho Nhậm đạo phưởng cam tâm tình nguyện truyền lại chức trưởng giáo cho ngươi, ngươi vẫn phải có chút bản lãnh. Hạ Thiên lười biếng nói, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với chức vị trưởng giáo gì cả.
ngươi muốn tranh thì tranh đi, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Nếu không, ta đánh ngươi đấy. Đánh ta, Hồng Dương chân nhân có vẻ không vui, thiếu chút nữa ta quên mất, tên nhóc đạp ta một cái giữa sườn núi, khiến ta lăn xuống dưới núi chính là ngươi. Món nợ này ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi đứng ở đây ảnh hưởng đến tâm trạng dùng cơm của ta, cho nên ngươi nên cút xa ta ra một chút. Hạ Thiên khó chịu, bằng không, ngươi sẽ lăn xuống núi một lần nữa đấy. Hồng Dương chân nhân nghe xong, bật cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi cho rằng mình có bản lĩnh đó sao? Ban ngày, bổn chân nhân không muốn lộ chân thân trước mặt người thế tục mà thôi. Thật sao? Thạch Thuần hợp thời hỏi, vậy tại sao bây giờ ngươi không sợ? Bởi vì ta lười giả bộ nữa, ta ngả bài. Ánh mắt Hồng Dương chân nhân quét qua tất cả mọi người, bổn chân nhân chính là sứ giả do tiểu tiên giới phái đến, thụ mệnh tiếp quản Trung Nam Sơn. Đại hội ẩn tiên ngày mai cũng do ta chủ đạo, các ngươi nhất định phải rời khỏi Trung Nam Sơn trước khi trời sáng. Nhậm trưởng giáo quát to, cho dù ngươi là sứ giả tiểu tiên giới, ngươi cũng không có tư cách tiếp quản Trung Nam Sơn. Tiểu tiên giới không được tham gia chuyện thế tục, đây chính là thiết luật đã lưu truyền xuống. Cái gì mà thiết hay không thiết luật, tiểu tiên giới tiếp quản Trung Nam Sơn chính là vinh hạnh của các ngươi. Hồng Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, khinh miệt chỉ vào Nhậm trưởng giáo, đừng để mình mất mặt, đắc tội tiểu tiên giới. Ngươi có tin ta phá hủy linh mạch Trung Nam Sơn các ngươi, cắt đứt con đường tu hành của toàn chân nhất mạch các ngươi hay không? Nhậm trưởng giáo nghe xong, không khỏi giận tím mặt, nghĩ đến chuyện linh mạch vỡ tan. Ông phẫn nộ quát lớn, thì ra các ngươi chính là kẻ đã phá hư linh mạch. Hồng Dương chân nhân ngẩn người, vô thức hỏi, thế nào, linh mạch Trung Nam Sơn đã xảy ra vấn đề thật sao? Ngươi còn dám giả ngu, Nhậm trưởng giáo đã nhận định tiểu tiên giới là người dở trò quỷ, lập tức lách mình đến trước mặt Hồng Dương chân nhân, song trưởng nổi lên kim khí đánh vào đầu đối phương. Hồng Dương chân nhân vững vàng đón đỡ một trưởng vừa rồi của đạo trưởng mày rậm. Nhưng không dám coi thường một trưởng của Nhậm trưởng giáo. Nhìn chiêu thức, uy lực không thể so sánh nổi. Đôm đốp, một trưởng này của Nhậm trưởng giáo đập vào khoảng không, nhưng dư uy khiến cho không khí phát sinh vụ nổ, khiến người ta kinh hãi không thôi. Chạy đi đâu? Nhậm trưởng giáo đang nổi nóng, sao có thể để đối phương chạy trốn, lập tức đuổi theo. Hai người kịch đấu trong đại điện, một chạy một đuổi, một công một thủ. Như hồ điệp xuyên hoa, trên dưới bay múa. Nhậm đạo phưởng, người đừng có ép ta. Bằng không, người tự gánh lấy hậu quả. Hồng Dương chân nhân chạy trốn một hồi, không khỏi có chút chật vật, quyết định không trốn nữa, trực diện Nhậm trưởng giáo, bổn chân nhân đã đủ nể mặt ngươi rồi, người đừng được một tấc lại tiến một thước. Nhậm trưởng giáo phẫn nộ quát, chuyện cho đến bây giờ còn ganh đua miệng lưỡi. Nếu không dạy cho ngươi một bài học, về sau ai để Trung Nam Sơn ta vào mắt nữa chứ? Được, vậy các ngươi hãy chứng kiến sự lợi hại của bổn chân nhân. Hồng Dương chân nhân bỗng nhiên phóng lên, giống như một con rơi lơ lửng giữa bầu trời đêm, sau đó lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, cao giọng ra lệnh, long mạch Trung Nam Sơn, kiến lệnh như kiến thần, mau nghe ta hiệu lệnh. Lên! Trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng nhiên dưới dãy núi truyền đến tiếng rồng ngâm, tiếp theo đất núi rung chuyển. Giống như có thứ gì đó muốn từ lòng đất lao ra ngoài. Là sơn thần lệnh do tổ sư đích thân chế tạo, Nhậm trưởng giáo kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch tấm lệnh bài, vội kêu lên, không ổn rồi, hắn ta muốn cướp linh mạch Trung Nam Sơn. Thần sơn lệnh là một loại lệnh bài đặc biệt hiệu lệnh linh mạch. Trên trái đất có rất nhiều danh sơn đại xuyên có linh mạch dưới lòng đất. Đáng tiếc, ngoại trừ tu tiên giả kim đan đại thành. Người còn lại hoàn toàn không cách nào thu hoạch được sự trợ giúp quá lớn từ linh mạch. Cho nên, một số đại năng kim đan kỳ sẽ chế tạo một tấm lệnh bài truyền lại cho hậu nhân môn phái, đặc biệt dùng để hiệu lệnh linh mạch bổn sơn. Bình thường, lệnh bài này đều do tông phái sơn môn bí mật bất truyền. Ngoại trừ trưởng giáo, những người còn lại đều chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói chi là gặp. Sơn thần lệnh đã bị thất lạc trong trận đại kiếp 120 năm trước. Về sau, mấy đời trưởng giáo Trùng Dương Cung chỉ có thể bị động ứng đối linh mạch vỡ tan, cho nên bọn họ không thể không qua loa kết đan, sau đó xả thân tạm thời trấn trụ linh mạch. Tại sao ngươi lại có vật này? Nhậm trưởng giáo quát hỏi. Tân khách ngồi đầy cũng đều kinh hãi không thôi. Nếu linh mạch Trung Nam Sơn bị đoạt, những ngày tiếp theo của bọn họ sẽ không dễ chịu.
nhưng bọn họ bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cố định một chỗ, hoàn toàn không giúp được gì. Vì sao bổn chân nhân lại có vật này? Hồng Dương chân nhân giễu cợt, tất nhiên tiểu tiên giới có người ngờ đến các ngươi sẽ không nghe lời, cho nên cố ý ban vật này cho ta, để ta có thể giải quyết xong mọi việc. Nhậm trưởng giáo lạnh giọng nói, lệnh bài này chính là vật tuyệt mật Trung Nam Sơn chúng ta, bị thất lạc trong trận đại kiếp tu tiên giới 120 năm trước. Lúc này nó xuất hiện trong tay ngươi, có phải đã nói rõ trận đại kiếp đó không thoát khỏi liên quan với tu tiên giới hay không? Tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Hồng Dương chân nhân lộ ra sắc mặt vô lại, uy hiếp, hoặc ngươi nhường ra Trung Nam Sơn, bổn chân nhân cho ngươi mượn môn phái chỉnh đốn tán tu trong thiên hạ, hoặc bổn chân nhân rút đi linh mạch Trung Nam Sơn, để các ngươi nhìn thấy cái núi nát này cứ như vậy mà chết đi. Ngươi đừng vọng tưởng, bần đạo sẽ không để cho ngươi được như ý. Nhậm trưởng giáo bay lên, muốn ngăn cản Hồng Dương chân nhân. Nhưng vừa tiếp cận đối phương, ông ta đã bị một vòng bảo hộ cương khí mênh mông trấn trở về. Hồng Dương chân nhân nhìn thấy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, không chút kiêng kỵ chế giễu, quả nhiên giới thế tục chẳng có ai ra hồn. Phế vật như ngươi cũng có thể làm trưởng giáo Trùng Dương cung. Nhậm trưởng giáo lửa giận công tâm, thiếu chút nữa không phát tác bệnh tim chết ngay tại chỗ. Cũng may Trương Minh Đà nhìn thấy thời cơ vẫn còn sớm, vội tiến lên châm cho ông một châm. Anh rể, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Thạch Thuần nhìn tình huống trước mắt, ngo ngoe muốn động. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt không sao cả, có cái gì mà phải giúp chứ? Nó chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nếu để cho người kia đạt được mục đích, người chữa trị linh mạch không phải vô ích rồi sao? Gương mặt Thạch Thuần hiện lên sự lo lắng, anh rể, mấy chuyện ăn thiệt như thế, chúng ta không thể làm. Hạ Thiên mỉm cười, trả lời một câu, ăn thiệt chứ không phải thua thiệt. Đời này không thể thua thiệt được. Hừ, ta thấy các ngươi ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Hồng Dương chân nhân nghe Hạ Thiên và Thạch Thuần nói chuyện với nhau, không khỏi phẫn nộ quát, hôm nay, những người khác có thể sống nhưng các ngươi thì phải chết. Chúng ta không thể chết được. Hạ Thiên ăn hết một bàn thức ăn, tiện tay gác đũa, tiếp nhận khăn giấy Ninh Nhụy Nhụy đưa đến, lau miệng, nhưng ngươi, ngay cả tư cách chết cũng không có, sẽ chỉ sống không bằng chết. Sắp chết đến nơi, lại còn lớn tiếng không biết ngượng. Xem ra, ngươi chán sống thật rồi. Hồng Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, giơ cao lệnh bài trong tay, quát lớn với đám người Hạ Thiên, bây giờ để ta cho các ngươi nếm thử tư vị linh áp ngập đầu. Lệnh bài nổi lên ánh sáng, một luồng linh áp khổng lồ từ trong lòng đất truyền ra. Vô số tân khách trong đại điện đều bị ép đến miệng phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy nhiên, đám người Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, nhất là Thạch Thuần vẫn mở đôi mắt to, gương mặt tràn ngập mong đợi nhìn Hồng Dương chân nhân. Chuyện gì xảy ra thế? Hồng Dương chân nhân có vẻ ngoài ý muốn, âm thầm niệm pháp chú, một lần nữa hướng về đám người Hạ Thiên, quỳ xuống cho ta. Hạ Thiên chẳng những không quỳ, ngược lại còn chậm rãi đứng lên, ngươi đừng phí sức nữa. Lệnh bài nát này của ngươi hoàn toàn vô dụng đối với ta. Không thể nào, Hồng Dương chân nhân không tin mấy lời nói nhảm, sơn thần lệnh do tu tiên giả Kim Đan Đại Thành chế tạo ra, có thể khu động linh mạch mấy ngàn dặm. Trừ phi ngươi là Kim Đan Đại Thành, nếu không, ngươi không có khả năng không bị linh áp ảnh hưởng. Thạch Thuần ngây thơ hỏi, vì sao ngươi lại loại trừ anh rể của ta khỏi danh sách Kim Đan Đại Thành chứ? Ha ha, nếu hắn là Kim Đan Đại Thành, bổn chân nhân đã sớm vũ hóa thành tiên. Khóe miệng Hồng Dương chân nhân khẽ nhếch lên, chào phúng các ngươi sắp chết rồi. Các ngươi hãy xem bổn chân nhân trấn áp các ngươi đây. Thạch Thuần lắc đầu. Có chút tiếc nuối nhìn Hạ Thiên, anh rể, người hãy nhìn người đi, một chút cũng chẳng có phong phạm cao nhân, đến mức mỗi lần nói về tu vi của ngươi, người khác vẫn không chịu tin. Hồng Dương chân nhân cao giọng quát, sơn thần lệnh ở đây, linh mạch Trung Nam Sơn nghe lệnh, phóng ra linh áp gấp trăm lần cho ta, ép bọn chúng thành bột mịn. Bốn phía im ắng, chẳng những linh áp không gia tăng, ngược lại chút linh áp trước đó cũng tan đi trong nháy mắt. Hạ Thiên mỉm cười nói, đừng gọi nữa, vô dụng thôi. Ngươi còn ở đây lãng phí nước bọt. Linh mạch Trung Nam Sơn, ngươi dám chống lại sơn thần lệnh, không sợ bị thiên lôi đánh thành cho bụi sao? Hồng Dương chân nhân nổi giận, tiếng quát trực tiếp truyền vào lòng đất. Linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn đã được Hạ Thiên chữa trị cách đây không lâu,
lúc này nó đang ngoan ngoãn nằm sấp dưới lòng đất, không tiếp tục phản ứng Hồng Dương chân nhân và Sơn thần lệnh, ngược lại còn phóng ra linh khí bao vây đám người Hạ Thiên, tránh bọn họ bị thương tổn. Linh mạch dưới lòng đất đã được ta chữa trị xong, đã thành tiểu đệ của ta. Hạ Thiên ngáp một cái, đi theo ta, về sau thậm chí còn có cơ hội hóa rồng, làm sao nó có thể lắng nghe loại ngu ngốc người nói được chứ? Cái này, không thể nào. Mặc dù Hồng Dương chân nhân không sống đến gần 1000 năm như ông ta đã nói, nhưng cũng có mấy chục năm nhân sinh. Tuy nhiên, ông ta chưa từng gặp qua quái sự như thế. Linh mạch dưới lòng đất bái một người làm đại ca, lại còn cung kính thuận theo, khiến cho nhân sinh quan của ông ta bị sụp đổ. Không có gì là không thể. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, đá Hồng Dương chân nhân từ giữa không trung rơi xuống đất, vừa rồi ta cũng đã nói, ta ghét nhất người khác quấy rầy ta ăn cơm. Ngươi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ta ăn mất ngon. Nếu ta còn không đánh ngươi, ta thật sự có lỗi với mình. Hồng Dương chân nhân không nghĩ đến Hạ Thiên lại mạnh đến như vậy, khiến cho ông ta không có sức hoàn thủ, đành phải trách móc, ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn, bổn chân nhân là sứ giả tiểu tiên giới phái xuống. Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi lông của ta, các ngươi đợi tiểu tiên giới phạt đi. Đến lúc này ngươi còn muốn uy hiếp người khác. Thạch Thuần không khỏi lắc đầu, anh rể của ta là người rất biết nói đạo lý. Ngươi mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, nói không chừng ngươi còn có cơ hội sống sót. Ngươi nói ra mấy lời uy hiếp đó, ngươi không cứu được nữa rồi. Thứ gì của ngươi, ta tuyệt không hứng thú. Hạ Thiên nhếch miệng, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, trước đó ta cũng đã nói, ngươi ngay cả tư cách chết cũng không có. Cho nên, chúng ta nên để ngươi sống không bằng chết, như vậy tốt hơn. Hồng Dương chân nhân nhìn thấy Hạ Thiên rút một cây ngân châm ra, không khỏi gấp lên, dừng tay, bổn chân nhân là đệ tử chân truyền Phúc Địa Bồng Lai tiểu tiên giới, ngươi dám đối với ta, a. À. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã đâm châm vào mi tâm của ông ta, một cơn đau không thể dùng lời nói diễn tả được trong nháy mắt khiến ông ta hét thảm lên. Tiếng kêu gì mà khó nghe như heo kêu thế? Thạch Thuần bịt lỗ tai, anh rể, ngươi bảo ông ta ngậm miệng đi. Hạ Thiên thuận tay châm một châm cho Hồng Dương chân nhân, ông ta chỉ có thể há miệng gào khan, nửa ngày sau không phát ra được chút âm thanh. Hạ cư sĩ, nếu người này thật sự là sứ giả của tiểu tiên giới, hắn ta nhất định sẽ mang đến một số phiền phức cho ngươi. Nhậm trưởng giáo lo lắng nói. Hạ Thiên cũng không chấp nhất, ta vốn muốn gây chuyện với đám người đó đấy. Nếu bọn chúng chủ động hiện thân, ta sẽ bớt vất vả hơn. Hắn đã nói đến nước này rồi. Nhậm trưởng giáo tất nhiên không tiện nói thêm gì nữa. Ngươi tìm tiểu tiên giới làm gì? Trương Minh Đà không hiểu. Hạ Thiên khó chịu đáp, có thằng ngu bắt cửu nha đầu về tiểu tiên giới rồi, ta phải cứu nàng ấy về. Vậy ngươi còn trái ôm phải ấp, hoàn toàn không thấy để ý gì đến chuyện đó mà. Trương Minh Đà biết A Cửu, không khỏi hỏi. Ta đã sớm muốn đến đó rồi. Hạ Thiên thuận miệng đáp lại một câu, vấn đề nằm ở chỗ ta không biết tiểu tiên giới ở đâu. Trương Minh Đà hỏi, bây giờ thì ngươi biết rồi. Biết, Hạ Thiên gật đầu. Trương Minh Đà hỏi tiếp, vậy ngươi dự định lúc nào thì đi? Thế nào, đại sư phụ, ông cũng muốn đi à? Hạ Thiên cảm thấy Trương Minh Đà hỏi quá kỹ, không khỏi hỏi ngược lại. Ta không có hứng thú với tiểu tiên giới. Trương Minh Đà do dự một chút, sau đó lên tiếng. Nhưng có một vị cố nhân khả năng vẫn còn ở tiểu tiên giới. Nếu ngươi đến đó, thuận tiện hỏi thăm giúp ta một chút. Hạ Thiên mỉm cười hỏi, đại sư phụ, không phải tình nhân cũ của ông chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Trương Minh Đà tức giận chừng Hạ Thiên một cái, là con gái của sư thúc ta, tính về thân phận thì là sư cô của ngươi. Đúng rồi, lâu như thế ta còn không biết môn phái của đại sư phụ là gì. Hạ Thiên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ta cũng chưa từng nghe ông nói đến, chẳng lẽ bên trong có chuyện. Trương Minh Đà thản nhiên nói, không có chuyện gì cả, cũng chẳng có gì để nói. Nếu ngươi muốn nghe, nói đến đây, ông bỗng chuyển sang chuyện khác, mẹ nó, ta còn chưa hỏi chuyện của ngươi, ngươi còn dám hỏi chuyện riêng của ta. Rốt cuộc ngươi là sư phụ của ta hay ta là sư phụ của ngươi? Không nói thì thôi, Hạ Thiên nhếch miệng. Đêm dần khuya. Bữa tiệc tan rã trong không vui. Bữa tiệc đến đây có tiếp tục nữa hay không cũng không còn ý nghĩa. Chúng tân khách mang theo tâm trạng phức tạp vội vã rời đi. Tuy nhiên,
Khâu Kiến Cơ của An Tâm Quán cùng với tiểu đạo cô Niệm Tâm và cha mẹ cô bé vẫn ở lại, trịnh trọng nói lời cảm ơn Hạ Thiên và Nhậm trưởng giáo. Khâu sư huynh, thật ngại quá, để huynh chê cười rồi. Nhậm trưởng giáo và Khâu Kiến Cơ là người đồng lứa, tu đạo chung Nam Sơn từ thuở nhỏ, quan hệ tất nhiên thân cận hơn người bên ngoài rất nhiều. Khâu Kiến Cơ mỉm cười, Nhậm trưởng giáo khách sáo quá rồi. Ta mới là người làm trò cười hơn 20 năm. Hai, ta cũng có nghe nói chuyện của ngươi. Nhậm trưởng giáo thở dài, không khỏi có cảm giác đồng bệnh tương liên, khi đó ta đang đến thời điểm bế quan quan trọng, không thể viện thủ, ta thật sự có lỗi với ngươi. Khâu Kiến Cơ lòng dạ rộng rãi, cũng không để chuyện này trong lòng, Nhậm trưởng giáo, ngươi không cần phải như vậy. Thế nhân đều có tạo hóa, ngươi cũng không phải thần tiên, sao có thể nhìn thấy rõ chuyện này. Ta, đồ đệ và Niệm Tâm ở lại chính là muốn nói một lời cảm ơn với Hạ Thần Y, còn có Nhậm trưởng giáo. Không có mọi người, An Tâm Quán sẽ không còn trên đời này nữa. Bần đạo không làm được gì cả, tất cả đều là công lao của Hạ cư sĩ. Nhậm trưởng giáo không dám tranh công, ngay cả mạng của ông cũng là do Hạ Thiên cứu. Ông thật sự không làm được cái gì. Hạ Thiên thấy hai người nhắc đến mình, không khỏi nhếch miệng, hai người muốn làm gì, cứ đứng đó nói nhảm cả nửa ngày thế. Không phải nói nhảm, chúng ta chỉ muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình mà thôi. Khâu Kiến Cơ mỉm cười trả lời. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, các ngươi đang nói nhảm còn gì. Chị bệnh cứu người đã sớm thanh toán xong. Cứ ở đó cảm ơn tới cảm ơn lui, chán thật. Hạ Thiên đã nói đến mức này rồi, Khâu Kiến Cơ cũng không tiện nói thêm điều gì. Tiểu đạo cô Niệm Tâm cũng chỉ có thể giấu sự cảm kích của mình vào lòng, dự định một ngày nào đó sẽ tìm cơ hội hồi báo là được. Khâu sư huynh, nếu huynh đã đến đây, huynh cũng đừng vội rời đi. Trùng Dương Cung không thiếu phòng cho khách, huynh ở lại mấy ngày nhé. Nhậm trưởng giáo thấy Khâu Kiến Cơ đang định chắp tay. Vội nghiêm mặt nói, hơn nữa, có một số việc, bần đạo còn cần ngươi giúp đỡ và xử lý. Khâu Kiến Cơ cũng không từ chối. Ông cố ý ở lại, chắc cũng có chuyện cần cân nhắc. Tốt, 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 Nhậm trưởng giáo vô cùng cao hứng, đang định nói tiếp, lại có người ngắt lời ông. Sư phụ, người này nên xử lý như thế nào? Đạo trưởng mày rậm nắm lấy Hồng Dương chân nhân đang nằm im dưới đất, nói với Nhậm trưởng giáo, hắn ta đến từ tiểu tiên giới. Chúng ta giữ lại sẽ là mối họa, chỉ bằng một đao giết chết, tránh hậu hoạn về sau. Ông ta nói rất lớn tiếng, người trong đại điện không khỏi nhìn sang. Ngươi nói không đúng, Thạch Thuần suy nghĩ đơn thuần, vô thức nói một câu, ngươi giết ông ta, chẳng phải ngươi sẽ kết tử thù với tiểu tiên giới sao? Hậu hoạn dường như càng lớn hơn nữa. Đạo trưởng mày rậm nghe xong, trừng mắt nhìn Thạch Thuần, nhóc con như ngươi thì biết cái gì? Này! Ta không phải nhóc con, ta đã trưởng thành từ lâu rồi. Thạch Thuần khó chịu, còn nữa, lời này của ngươi chỉ có khi người lớn nói chuyện với trẻ con mới nói như thế mà thôi. Ngươi, đạo trưởng mày rậm không nén được giận, đang định lớn tiếng mắng Thạch Thuần, lại gặp phải ánh mắt hờ hững của Hạ Thiên, lập tức câm như hến. Hạ Thiên cười nói, nếu ngươi muốn giết ông ta, ngươi hoàn toàn không cần hỏi, cứ lén dẫn hắn ta đi, tìm một chỗ không người rồi giết không được sao. Người này mạo phạm Trùng Dương Cung ta và hắn ta không có ân oán, ta giết hắn ta làm gì? Đạo trưởng mày rậm cãi lại. Ngu ngốc thì cũng vẫn là ngu ngốc. Hạ Thiên khinh thường, lười biếng nói, người muốn giết ông ta nhưng lại sợ bị người của tiểu tiên giới ghi hận, cho nên người muốn mượn đao giết người. Người cảm thấy ở đây còn ai ngu hơn người nữa không? Nhậm trưởng giáo nhìn đạo trưởng mày rậm, ý vị thâm trường, đan trần, vi sư đã từng rất tín nhiệm ngươi. Khi ta bế quan, ta đã giao lại toàn bộ sự vụ trong ngoài Trung Nam Sơn cho ngươi. Nhưng Trung Nam Sơn lại trở thành cái sàng, thế lực nhiều nơi cắm rễ không nói, còn thiếu chút nữa làm hỏng linh mạch Trung Nam Sơn ta, ngươi giải thích như thế nào đây? Đạo trưởng mày rậm há to miệng, không dám nói gì. Thôi, Nhậm trưởng giáo thở dài, phất tay nói, nể tình sư đồ nhiều năm, vi sư cũng không truy cứu quá sâu, ngươi hãy xuống núi, để lại hai chữ đan trần. Từ nay về sau ngươi hãy sử dụng tục danh của mình trên chốn giang hồ. Đạo trưởng mày rậm bỗng ngẩng đầu, khó tin hỏi, sư phụ, ông muốn trục xuất ta khỏi sư môn. Ngươi muốn ở lại núi cũng được, nhưng phải xử lý theo môn quy. Nhậm trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, phong cấm tu vi, lột quần áo,
phạt ngồi băng thất 7749 ngày, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống sao? Ai biết được đạo trưởng mày rậm rập đầu một cái, cao giọng trả lời, đệ tử nguyện ý bị phạt. Chư vị, mọi người thấy phải giải quyết chuyện này như thế nào cho phải? Nhậm trưởng giáo cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi nhìn Khâu Kiến Cơ, Hạ Thiên, còn có mấy người Trương Minh Đà, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của bọn họ. Đây là nội vụ Trùng Dương cung ngươi, ta mặc kệ. Trương Minh Đà vẫn uống rượu như cũ, thưởng thức ánh trăng, không thèm để ý mấy chuyện này. Hạ Thiên lại càng không có hứng thú, không còn việc gì thì giải tán thôi. Ta còn phải đi ngủ với tiểu muội chân dài và thuần nha đầu nữa. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi đính chính, là ngươi đi ngủ phần ngươi, ta ngủ với thuần thuần. Không sao, cũng giống nhau mà thôi. Hạ Thiên cười nói. Thạch Thuần ôm lấy eo nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy, đắc ý nhìn Hạ Thiên đang cau mày. Hiển nhiên, ba người Hạ Thiên cũng không có hứng thú với việc nhậm trưởng giáo xử lý đạo trưởng mày rậm như thế nào. Khâu Kiến Cơ cầu tình thay cho đạo trưởng mày rậm, Nhạc Sư Điệt, mấy năm qua ngươi không có công cũng có lao. Chuyện của Cao Kiếm Phong và Tiểu Tiên Giới cũng đã gieo xuống từ mấy chục năm trước. Nếu dồn hết tất cả chuyện này cho hắn ta cũng không thích đáng. Chúng ta nên cho hắn ta một cơ hội hối cải để làm lại cuộc đời. Đã có Khâu Sư Huynh thay ngươi nói chuyện, ta sẽ chiếu theo môn quy mà xử trí. Nhậm trưởng giáo vung đại bào, một trưởng đánh bay đạo trưởng mày rậm ra ngoài. Đạo trưởng mày rậm há miệng phun một ngụm máu, ngã xuống đất, nhưng vẫn cao giọng nói, đa tạ sư phụ đã mở một mặt lưới. Mau dẫn hắn ta đến băng thất, khi chưa được 7749 ngày, bất kỳ người nào cũng không được thả hắn ta ra. Một trưởng vừa rồi của nhậm trưởng giáo khiến đạo trưởng mày rậm mất nửa tu vi, biến ông ta trở thành một người bình thường. Về phần ông ta có chống đỡ nổi 49 ngày hay không, vậy thì phải xem tạo hóa của ông ta. Rất nhanh, đạo trưởng mày rậm đã được hai toàn chân đạo sĩ mang xuống dưới. Trương Minh Đà cầm một bầu rượu, đứng dậy đến trước mặt Hồng Dương chân nhân vẫn còn đang co giật, nói với nhậm trưởng giáo, đồ đệ của ngươi còn dễ nói, phiền phức thật sự chính là người này. Làm thế nào để xử lý đây? Khâu Kiến Cơ cũng không nhìn được mà cau mày, hơi lo lắng, nếu hắn ta thật sự là sứ giả do tiểu tiên giới phái đến, chúng ta không thể giết hắn ta, nhưng cũng không thể để hắn ta cứ như vậy mà rời đi. Hai, đúng là không có phương pháp nào vẹn cả đôi đường. Thế gian này nào có phương pháp vẹn cả đôi đường chứ? Nhậm trưởng giáo rất nhanh đưa ra chủ ý, mặc kệ hắn ta có phải sứ giả do tiểu tiên giới phái đến hay không, hắn ta đã dám nhòm ngó linh mạch Trung Nam Sơn, đó chính là sự trừng phạt đúng tội. Nếu tiểu tiên giới vì thế mà ghi hận Trung Nam Sơn ta, bần đạo xin tiếp nhận nhân quả này. Không thể không nói, nhậm trưởng giáo vẫn có tinh thần đảm đương. Nếu ông không dám đón nhận nhân quả này, người tiểu tiên giới ghi hận chính là Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại là đại ân nhân của Trung Nam Sơn, ông sao có thể để Hạ Thiên cứu bọn họ xong lại còn phải nhận hậu quả xấu như thế? Trương Minh Đà tất nhiên nhìn thấu tâm tư của nhậm trưởng giáo, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay cho tương lai của Trung Nam Sơn. Bởi vì Trùng Dương Cung nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nhìn thấy nhậm trưởng giáo chịu đứng ra gánh vác như thế, ông nhận ra lúc trước ông cứu không nhầm người. Được rồi, cần chi phải nói bi tráng như thế. Trương Minh Đà cười ha hả, cầm bình rượu đưa về phía nhậm trưởng giáo và Khâu Kiến Cơ, nào nào, ánh trăng đẹp như thế, không uống rượu thì lãng phí quá. Hai người uống với ta đi. Nhậm trưởng giáo và Khâu Kiến Cơ cũng không từ chối, ba lão đầu ở cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần dạo bước trên đường núi. Ánh trăng thật đẹp, Thạch Thuần đưa mắt nhìn ánh trăng sắp tròn trên bầu trời, cảm thán, sắp đến giữa tháng rồi, khi đó mặt trăng sẽ thật sự tròn. Ninh Nhụy Nhụy thầm nghĩ đến chuyện của tiểu tiên giới. Dựa theo lời nói trước đó của bọn họ, khi trăng tròn là lúc lối vào tiểu tiên giới xuất hiện. Tiểu muội chân dài, bây giờ trời cũng đã tối như vậy, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười xích lại gần Ninh Nhụy Nhụy, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho dáng người. Anh rể, ngươi nói sai rồi. Thạch Thuần đính chính lại, phải là ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Ngươi cho rằng chúng ta chưa từng nghe qua tục ngữ này hay sao? Hạ Thiên lườm Thạch Thuần, Thuần nha đầu, ta không nói tục ngữ, ta nói đạo lý của ta. Ngươi thì có đạo lý gì chứ, đơn giản ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi của Nhụy Nhụy tỷ.
Thạch Thuần cau mày, vô tình vạch trần. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy ngươi không muốn chiếm hay sao? Ta khác, ta là con gái. Thạch Thuần mạnh mẽ phản bác, anh rể, ngươi đừng nói đêm nay ngươi sẽ ăn sạch Nhụy Nhụy tỷ đấy nhé. Có liên quan gì đến ngươi sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Đương nhiên là có liên quan rồi, thêm ta vào nữa chứ sao? Sắc mặt Thạch Thuần trở nên hưng phấn, nhưng ta không tham chiến, ta chỉ tham quan, a Nhụy Nhụy tỷ, tỷ đánh ta làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy đỏ bừng, phục sát đất cặp nam nữ lưu manh này, tức giận nói tối nay ta ngủ một chút. Thuần Thuần muội đi tìm phòng khác đi, còn nữa, hai người ai cũng đừng hòng trà trộn vào. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Hai, anh rể ơi anh rể, ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi liên lụy ta cũng không có cơ hội luôn đây. Thạch Thuần chống cằm, thất vọng thở dài. Sau đó, ba người Hạ Thiên quay về phòng riêng của mình. Hạ Thiên, ngươi đến phòng của ta một lát. Ninh Nhụy Nhụy đang muốn đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên trong đầu nhớ đến chuyện trong bồn tắm lúc trước, vội nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn đang thất vọng, nghe xong mắt trợn tròn, còn chưa đến nửa giây đã như quỷ mị ôm Ninh Nhụy Nhụy vào phòng, còn khóa trái cửa phòng. Chỉ để lại Thạch Thuần như phát mộng đứng bên cạnh, có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi. Sau khi Hạ Thiên vào phòng, hắn tuyệt không vội, chỉ ngồi xuống trước bàn mỉm cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời không kịp thích ứng, lấy làm lạ hỏi Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không sao. Hạ Thiên mở to ánh mắt vô tội, hỏi ngược lại, tiểu muội chân dài, nàng cảm thấy ta còn có thể có chuyện sao? Đương nhiên có chuyện rồi. Trong mắt Ninh Nhụy Nhụy, Hạ Thiên là một người rất háo sắc. Hắn thường xuyên dẫn nhóm người Triệu Thanh Thanh vào phòng nghiên cứu thảo luận nhân sinh trước mặt nàng, nhìn mãi cũng thấy quen. Vừa rồi Ninh Nhụy Nhụy nói như thế cũng không phải là có ý đó, nhưng Hạ Thiên vào phòng lại trung thực như vậy, quả thật khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu ngươi không có việc gì, tại sao, được rồi, không có việc gì đâu. Ninh Nhụy Nhụy vừa định nói câu gì đó, nàng chợt nghĩ lại nếu mình nói ra chuyện này, thật sự có chút xấu hổ, cho nên nàng quyết định không đề cập đến chuyện đó nữa. Tiểu muội chân dài, ta biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Hạ Thiên trêu chọc, nàng nhất định đang ngấp nghé sắc đẹp của ta, muốn đêm nay chiếm tiện nghi của ta. Nhưng nàng không nghĩ đến ta lại chính trực như vậy, không cho nàng cơ hội, vì thế nàng mới cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại thì có, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, còn nữa, ngươi cảm thấy ngươi đang nói tiếng người hay sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói, không có ngược lại đâu, dù sao ta đẹp trai như thế này, nàng thèm cơ thể ta cũng đúng mà. Tiểu muội chân dài. Nàng tuyệt không nên kiềm chế suy nghĩ của mình, cứ can đảm nói ra, nói không chừng ta sẽ đồng ý thì sao? Vậy ngươi đừng đồng ý, Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Tiểu muội chân dài, nàng đừng thẹn thùng làm gì. Hạ Thiên vẫn giọng điệu vô lại như cũ, nghĩ gì cứ nói ra. Con người của ta từ trước đến giờ luôn rất nghe lời vợ của mình. Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý đến hắn, lướt qua chủ đề này, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn cần thương lượng. Đừng có dây dưa mãi mấy chuyện này nữa. Dây dưa chuyện gì chứ? Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ mờ mịt. Còn chưa chịu kết thúc đúng không? Ninh Nhụy Nhụy vỗ bàn một cái, ta gọi ngươi vào phòng là để bàn chuyện chính, đừng cứ ở đó hi hi ha ha mãi. Hạ Thiên bật cười, vậy nàng nói chính sự đi, ta có không cho nàng nói đâu. Được, vậy ta nói. Ninh Nhụy Nhụy vô thức nhìn chung quanh gian phòng, sau đó nhỏ giọng nói. Vừa rồi khi ta tắm, có một người bước vào, còn nói một số câu khó hiểu, ta suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra. Cho nên ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Hạ Thiên gật đầu, người đó nói cái gì, nàng nói ta nghe một chút đi. Khoan đã, hôm nay ngươi có vẻ không ổn. Ninh Nhụy Nhụy đang định nói, đột nhiên cảm nhận được sự kỳ quái, có một người tiến vào phòng khi ta tắm, ngươi không hỏi người kia là ai, là nam hay nữ. Hạ Thiên đáp. Không cần nghĩ, nhất định là nữ. Nếu là nam, đoán chừng nàng đã sớm đá chết đối phương, không cần ta ra tay. Hơn nữa có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng không có khả năng xuất hiện trong phòng của nàng, lại còn lúc nàng đang tắm nữa. Không phải ngươi nhìn lén ngoài cửa chứ? Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên hiểu ra, tiếp tục trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, từ trước đến nay ta không nhìn lén ngoài cửa. Có muốn nhìn cũng nhìn trong phòng. Thuần nha đầu mới nhìn lén ngoài cửa,
Ninh Nhụy Nhụy nhất thời im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mở miệng mắng hắn lưu manh sao, nói không chừng hắn còn khen ngợi, cũng không tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Nếu ngươi đang ở trong phòng, vì sao ngươi lại không xuất hiện vào lúc đó? Ninh Nhụy Nhụy cố nén lửa giận trong lòng hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên ngáp một cái, hơi nghiêng người nằm lên đùi Ninh Nhụy Nhụy, nàng ta cố ý đến tìm nàng, ta xuất hiện cũng không có gì để nói với nàng ta. Thế ngươi có ý kiến gì về chuyện mà người đó nói không? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi. Ta không có ý kiến gì. Hạ Thiên hờ hững, nàng muốn làm thì cứ làm, không cần cân nhắc suy nghĩ của ta. Đương nhiên, nếu nàng muốn ta đi cùng, cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng phải chờ ta từ tiểu tiên giới quay về rồi hãy nói. Ngươi muốn đến tiểu tiên giới. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên giọng người thứ ba, vừa nghe đã biết là một nữ nhân rất đẹp. Hạ Thiên nghe được giọng nói này, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn bất mãn nói, điều này có liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan rồi. Một nữ nhân mặc váy hoa chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, bởi vì tiểu tiên giới nói trắng ra là một trong ba bí cảnh thiên địa. Đương nhiên, người của tiểu tiên giới lại không nghĩ như thế. Một khoảng thời gian không gặp, người trưởng thành hơn trước. Hạ Thiên nhếch miệng, đáng tiếc còn chưa đủ xinh đẹp. Bằng không, ta ngược lại có thể cân nhắc nhận ngươi làm vợ nhỏ. Nữ nhân mặc váy hoa chính là Lăng Linh tiểu cô nương mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã gặp ở bí cảnh dưới đáy biển. Nhưng không biết vì sao nàng ta lại trở thành một hình tượng ngự tỷ cao lãnh như lúc này. Cũng chính vì như thế, cho nên ta không muốn trở nên xinh đẹp. Nữ nhân mặc váy hoa tiến lên phía trước, tùy ý ngồi xuống, cười nói, không nói vấn đề ta không có thực thể, quan điểm thẩm mỹ. Ngươi không phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của ta. Hơn nữa, khi rời khỏi bí cảnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, để tránh ngươi có ý đồ với ta, ta đành phải để bản thân xấu xí một chút. Hạ Thiên bất mãn nói, xấu thì chấp nhận xấu, đừng viện cớ, hơn nữa ta cũng cảm thấy chướng mắt ngươi. Không sao, đây là lần đầu tiên chúng ta có chung nhận thức, nữ nhân váy hoa che miệng cười. Chỉ vào Hạ Thiên, ta nhớ ngươi là một kẻ rất hẹp hòi. Trước đó, khi nàng ấy tắm, ta chẳng những nhìn hết sạch cơ thể của nàng ấy, hơn nữa còn mò một hồi lâu, ngươi lại không tức giận. Này, ngươi nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên không phản ứng, Ninh Nhụy Nhụy ngược lại khó chịu, nếu ngươi còn ăn nói lung tung, ta sẽ không khách sáo. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là linh thể, ta sẽ không đánh ngươi. Nữ nhân mặc váy hoa cười nói, người đánh không được đâu. Hạ Thiên, người mau ngưng nàng ta thành thực thể, ta muốn đánh nàng ta. Hỏa khí Ninh Nhụy Nhụy xông lên tận đầu, quay sang nói với Hạ Thiên. Người gọi hắn cũng vô dụng thôi. Nữ nhân mặc váy hoa tuyệt không hoảng hốt, ngược lại còn mỉm cười, trước mắt, nghịch thiên bát châm của hắn chỉ có tác dụng với con người, còn ta, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là linh thể. Các ngươi hoàn toàn không bắt được ta đâu, à. Nàng ta còn chưa nói hết, chỉ thấy Hạ Thiên móc ra một cây ngân châm tùy ý đâm xuống người nàng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thạch Thuần đang nghe lén ngoài cửa mở to mắt, lẩm bẩm, anh rể quá thô bạo rồi, Nhụy Nhụy tỷ chịu được sao? Được rồi, ta nên đi ngủ sớm một chút, nếu chẳng may anh rể còn chưa đủ đô, lôi ta ra làm như thế, ta sẽ thua thiệt lớn. Nàng dùng mình một cái. Lén trở về phòng của mình. Trong phòng, nữ nhân mặc váy hoa vô cùng kinh ngạc, la hoảng lên, ngươi, tại sao ngươi làm được? Vừa rồi Ninh Nhụy Nhụy không đá trúng nàng, nhưng ngân châm của Hạ Thiên lại khiến nàng ngưng tụ thực thể. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng hoảng sợ. Thì ta làm được chứ sao? Hạ Thiên tùy ý trả lời. Nữ nhân mặc váy hoa thật sự không thể tiếp nhận được câu trả lời mơ hồ của Hạ Thiên. Hỏi tiếp, ta là Lăng Linh do linh khí bên trong ba bí cảnh ngưng tụ ra, không có thực thể, cũng không có khả năng có thực thể. Cho dù ta có tu luyện như thế nào cũng không có thân người. Nghịch thiên bát châm là bộ châm pháp do vị trong tiên mộ kia mang đến, ta cũng đã gặp qua, cũng biết nội dung bên trong không có thủ đoạn này. Rốt cuộc tại sao ngươi làm được? Nghịch thiên bát châm không có nghĩa là ta không có. Hạ Thiên vẫn hờ hững. Người ngưng kết không ra thân người cũng không có nghĩa là ta không làm được. Nữ nhân mặc váy hoa nhìn Hạ Thiên một hồi, lạnh lùng nói, không cần, ta không muốn làm người.
bây giờ ta đang rất tốt. Ta cũng không nói muốn giúp ngươi biến thành người, ngươi đừng có tự mình đa tình được không? Ninh Nhụy Nhụy hơi cảm thấy buồn cười, hai người các ngươi dường như có khúc mắc gì đó phải không? Có cần phải vừa thấy mặt đã đốp chát nhau như thế? Tiểu muội chân dài, đây không phải vấn đề khúc mắc hay không? Hạ Thiên không nhanh không chậm, nói chỉ là ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nàng ta mà thôi. Nữ nhân mặc váy hoa lại mỉm cười, ta biết vì sao ngươi khó chịu khi nhìn thấy ta. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi đã biết, tại sao còn xuất hiện trước mặt ta? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không đánh ngươi? Không sao, dù sao ta cũng không cảm thấy đau đớn, tùy ngươi đánh thế nào thì đánh. Nữ nhân mặc váy hoa cũng không để ý, ngươi không phải trách ta lúc đó xử lý người áo đen kia trước ngươi chứ? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải chứ? Ngươi còn ghim việc này đến bây giờ? Ta không có ghim, Hạ Thiên hiển nhiên sẽ không thừa nhận, ta chỉ không thích nàng ta mà thôi. Nữ nhân mặc váy hoa thở dài, như vậy đi, ta xin lỗi ngươi. Việc này xem như bỏ qua, như thế nào? Chẳng như thế nào cả. Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, chuyện ngươi cần nói với tiểu muội chân dài thì ngươi cũng đã nói, ngươi đến đây làm gì, quấy rầy ta và tiểu muội chân dài đi ngủ. Ninh Nhụy Nhụy tức giận chừng Hạ Thiên, ngươi nói hưu nói vượn gì thế? Vốn ta chẳng có gì muốn nói với ngươi cả. Nữ nhân mặc váy hoa mỉm cười, nhưng Ninh tiểu thư lại không thể quyết định, muốn hỏi ý kiến của ngươi, ta mới tạm thời ở lại đây, vừa lúc nghe được ngươi nhắc đến tiểu tiên giới. Cho nên ta mới ra ngoài. Ninh Nhụy Nhụy thấy Hạ Thiên nhìn nàng, liền vỗ trán của hắn, ngươi nhìn cái gì vậy? Nói đi, ngươi tìm tiểu muội chân dài là có chuyện gì? Mặc dù Hạ Thiên không can thiệp vào chuyện riêng tư nữ nhân của mình, nhưng Ninh Nhụy Nhụy muốn trưng cầu ý kiến của hắn, hắn tất nhiên phải biết rõ tình huống rồi mới nói được. Nữ nhân mặc váy hoa nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, mỉm cười khó hiểu, mấy giây sau mới nói, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Ninh tiểu thư không phải thích thám hiểm sao? Lần trước, biểu hiện của ngươi bên trong bí cảnh quy khư rất chói mắt, ta đánh giá rất cao. Ngươi đánh giá cao hay không liên quan gì đến ta? Nói chuyện cần nói đi. Hạ Thiên nhếch miệng, bất mãn nói. Chuyện cũng đơn giản thôi. Ngươi cũng biết ta chính là lăng linh của tam đại bí cảnh. Nữ nhân mặc váy hoa suy tính một hồi rồi nói tiếp, bí cảnh U Minh đã bị phá hủy hơn 100 năm trước. Hiện tại bí cảnh quy khư cũng bị hủy luôn, ba bí cảnh lớn cũng chỉ còn lại bí cảnh thiên cung. Nhưng bí cảnh thiên cung lại bị Tiêu gia ẩn tàng xâm chiếm quá nhiều, khiến không gian sinh tồn của ta trở nên nhỏ hẹp. Hạ Thiên hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ta chỉ có thể sinh tồn bên trong bí cảnh, nếu bí cảnh bị hủy, ta sẽ không còn chỗ dung thân, linh thể cũng không sống được bao lâu. Nữ nhân mặc váy hoa càng nói càng kích động, Tiêu gia xâm chiếm bí cảnh thiên cung. Ta ở đó cũng không được tự nhiên. Ban đầu, ta ở bí cảnh quy khư thật tốt, kết quả bây giờ biến thành kẻ không còn nhà để về. Các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Bớt làm bộ đi, Hạ Thiên hờ hững nói, đó là do ngươi tự tìm. Nếu để cho ta giải quyết tên ngốc kia, nguyên thần của hắn ta sẽ không có cơ hội tự bảo. Nữ nhân mặc váy hoa hơi im lặng, không phải ta đã nhận lỗi và xin lỗi việc này rồi sao? Tại sao ngươi còn nhắc lại? Là do ngươi nhắc trước, Hạ Thiên đáp lại. Được, việc này là do ta sai, đừng đề cập đến chuyện đó nữa, nói tiếp chuyện kia đi. Nữ nhân mặc váy hoa thở dài, khoanh tay nói, tóm lại, bí cảnh quy khư đã bị hủy, ta không thể ở đó được nữa, nhưng ta lại không muốn đến bí cảnh thiên cung. Vừa lúc bí cảnh U Minh trải qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã có dấu hiệu khôi phục, cho nên ta muốn Ninh tiểu thư giúp ta một việc nhỏ, cùng ta thăm dò. Dọn dẹp bí cảnh U Minh, thuận tiện thỏa mãn nguyện vọng mạo hiểm của nàng ấy. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên không khỏi kinh ngạc, là việc này sao? Chính là việc này, nữ nhân mặc váy hoa nhẹ gật đầu. Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, đúng, chính là cái này. Tiểu muội chân dài, mấy chuyện này nàng có thể tự mình quyết định mà. Hạ Thiên lấy làm lạ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nàng không cho rằng ta sẽ không đồng ý chứ. Trước giờ ta không can thiệp vào việc riêng nữ nhân của mình. Nàng muốn làm gì thì làm cái đó. Ta thích mọi người, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện khống chế mọi người. Nếu nàng theo ta, nàng lại sợ đầu sợ đuôi, đó không phải là thất bại của ta sao? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười,
đưa tay sờ lên mặt Hạ Thiên, ôn nhu nói, cho nên, ta mới hỏi ý kiến của ngươi. Không phải ta sợ mà là ta tôn trọng ngươi, coi trọng ý kiến của ngươi. Coi trọng ý kiến của ta. Hạ Thiên xoay người ngồi dậy, vẻ mặt thành thật, ý kiến của ta khá đơn giản. Nàng không cần thảo luận việc này, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, có chút cảm động. Từ nhỏ, nàng đã sống nương tựa vào gia gia của mình, sau đó bắt đầu tự lập. Mười mấy tuổi đã xa nhà trở thành vận động viên, bên cạnh gần như không ai có thể tham mưu cho nàng. Tất cả mọi chuyện đều tự nàng quyết định. Mặc dù điều đó có thể rèn luyện ý chí và quyết đoán cho nàng, nhưng có đôi khi nàng hy vọng bên cạnh có người có thể giúp nàng quyết định, giúp nàng an tâm. Cho nên, việc này gác sang một bên đi, chúng ta đi ngủ thôi. Hạ Thiên mỉm cười kéo Ninh Nhụy Nhụy lên giường. Ninh Nhụy Nhụy lập tức dở khóc dở cười, cảm động vừa mới có trong nháy mắt đã biến mất tăm. Ngươi yên tâm để ta đi cùng với nàng ấy đến bí cảnh U Minh. Nữ nhân mặc váy hoa hơi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi không sợ ta có ý đồ xấu, sau đó gây bất lợi cho Ninh tiểu thư. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, nếu ngươi có ý đồ xấu với nàng ấy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót sao? Hơn nữa, tiểu muội chân dài tuyệt không yếu, có đủ năng lực tự vệ. Dù sao bí cảnh U Minh cũng hoang phế hơn 100 năm, ta cũng không thể cam đoan bên trong không có nguy hiểm. Nữ nhân mặc váy hoa cũng có chút lo lắng. Hạ Thiên gật đầu, thật ra, nguy hiểm không biết lại là niềm vui phiêu lưu. Tiểu muội chân dài rất thích cảm giác này. Ngươi hiểu nàng ấy rất rõ. Nữ nhân mặc váy hoa thở dài một tiếng, xem ra, ngươi thật lòng thích nàng ấy, cũng không phải chỉ thèm cơ thể của nàng ấy. Hạ Thiên thành thật đáp, ta thèm cơ thể của nàng ấy cũng là thật. Ngươi thật là, Ninh Nhụy Nhụy bó tay. Lưu manh chết bầm luôn có loại bản lĩnh này. Mặc kệ chuyện gì cũng có thể kéo đến chuyện đó được. Nữ nhân mặc váy hoa ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, người đang dục ta đi sao? Hạ Thiên tức giận đáp lại một câu, đây không phải dục. Nếu ngươi có chút nhãn lực, ngươi đã sớm đi rồi. Nhưng ta còn chưa nói xong mà. Nữ nhân mặc váy hoa cười nhạt một tiếng, làm bộ muốn trò chuyện thâu đêm, liên quan đến tiểu tiên giới, ta còn muốn nói chuyện với ngươi. Chẳng có gì để nói. Hạ Thiên ngáp một cái, giữa tháng, ta sẽ đến đó cứu cửu nha đầu về. Nữ nhân mặc váy hoa thấy Hạ Thiên xem thường như vậy, liền nói tiếp, ngươi hoàn toàn không biết gì về tiểu tiên giới. Cho dù ngươi có thể dựa vào nghịch thiên bát châm một đường đi tới, nhưng người ở đó sẽ cúi đầu xưng thần với ngươi sao? Hạ Thiên bất mãn nói, hiểu rõ thì như thế nào? Chẳng lẽ những người đó bởi vì ta hiểu bọn họ sẽ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ? Có một câu rất hay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nữ nhân mặc váy hoa mỉm cười, người muốn đi cứu người, dù sao cũng phải hiểu rõ địch nhân của mình là ai chứ. Hạ Thiên lại ngáp một cái, ta biết, còn không phải âm hậu sao. Chỉ sợ âm hậu đó không phải âm hậu này. Nữ nhân mặc váy hoa nhìn Hạ Thiên, thành khẩn nói, người cũng đã nhận ra, sau sự kiện đảo Sương Nguyệt, âm hậu đã không còn là âm hậu lúc trước. Vậy thì thế nào, Hạ Thiên không hề lo lắng, mặc kệ nàng ta là âm hậu nào, ta cũng chẳng có hứng thú. Ta chỉ muốn đi cứu cửu nha đầu mà thôi. Nữ nhân mặc váy hoa không khỏi lắc đầu, vốn ta cho rằng ngươi là người thông minh. Kết quả ngươi là một tên lười, ngươi đã nhận ra điểm lạ thường, nhưng ngươi ngay cả suy nghĩ đối sách cũng không có. Ngươi có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Ta có thể sống đến bây giờ không phải là kỳ tích, mà là chuyện bình thường. Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, ta vốn vô địch thiên hạ, không ai có thể làm gì được ta. Chưa hẳn, nữ nhân mặc váy hoa cười lạnh, hơi trào phúng, theo ta được biết, ngươi đã mấy lần rơi vào hiểm cảnh. Nếu không phải vận khí của ngươi thật sự quá tốt, ngươi đã trở thành đống xương khô trong mộ rồi. Hạ Thiên thản nhiên đáp, nhưng sự thật là ta vẫn còn sống, còn người đối nghịch với ta đều chết hết. Cho nên, vận khí của ngươi cũng thuộc cấp bậc nghịch thiên. Nữ nhân mặc váy hoa khẽ cau mày, có đôi khi ta thậm chí hoài nghi có phải sau khi ngươi luyện được nghịch thiên bát châm, vận khí của ngươi cũng tốt hơn. Mấy lời này nghe thúi quá. Hạ Thiên đáp, trước kia, có người tên Ma Vân chân nhân cũng đã từng luyện qua nghịch thiên bát châm, tại sao ông ta cũng chết? Nữ nhân mặc váy hoa được Hạ Thiên nhắc nhở, không khỏi cười nói, ông ta luyện không tính là nghịch thiên bát châm, chỉ có pháp môn hành khí giai đoạn đầu,
Ông ta học 4 châm đầu, thật ra sử dụng cũng chỉ có 2 châm trước mà thôi. Hạ Thiên gật đầu, có chút tán thưởng, thiên phú của ông ta không tệ. Mặc dù không cách nào so sánh với ta, nhưng vẫn còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi quá tự tin đến cuồng vọng, nữ nhân mặc váy hoa cười nhạt, được rồi, điều này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Sở dĩ ta nhắc chuyện tiểu tiên giới với ngươi, cũng bởi vì người của tiểu tiên giới đã trộm 3 món đồ của bí cảnh thiên cung, ta hy vọng ngươi có thể mang về dùm ta. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, tại sao ngươi không đi lấy về? Ta không đi được, nữ nhân mặc váy hoa cười khổ, người ở đó biết rõ sự tồn tại của ta, cho nên bọn họ đã thiết lập kết giới đặc biệt nhằm vào ta. Kết giới cái gì chứ, cứ trực tiếp phá hủy nó là được. Hạ Thiên khinh thường nói. Nữ nhân mặc váy hoa khoát tay, cũng được, nếu ngươi có thể giúp ta phá kết giới, ta có thể tự mình đi lấy 3 món đồ kia. Vậy ta giúp ngươi, ta sẽ có chỗ tốt gì? Hạ Thiên lười biếng nói. Nữ nhân mặc váy hoa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta dường như không có chỗ tốt nào đưa cho ngươi cả. Cho nên, ngươi muốn giúp thì giúp, không muốn giúp thì không cần giúp. Ta không ép buộc, chỉ thuận miệng nói mà thôi. Vậy ta sẽ không giúp. Hạ Thiên trả lời. Cũng được, nữ nhân mặc váy hoa không cảm thấy ngoài ý muốn, càng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, không sao. Ninh tiểu thư, 3 ngày sau, ta ở Nam Hải chờ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thám hiểm tàn cảnh U Minh. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, được, đến lúc đó sẽ gặp. Nữ nhân mặc váy hoa biến thành sương mù, trong chớp mắt tiêu tán không còn, giống như không hề tồn tại. Ngươi thật sự yên tâm để ta đi với nàng ấy sao? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi Hạ Thiên một câu. Hạ Thiên vẫn là câu nói đó, đương nhiên yên tâm rồi. Ta đã nói, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần tận lực trưng cầu ý kiến của ta. Ta hy vọng sau khi mọi người theo ta, mọi người đều có thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình thích. Cứ cột chặt nữ nhân bên cạnh mình, không cho phép làm cái này cái kia là suy nghĩ của kẻ yếu đuối và ngu ngốc. Loại nam nhân đó hoàn toàn không xứng với bất kỳ nữ nhân nào. Ngươi tự tin như thế, không sợ sau khi ta ra ngoài, gặp được người tốt hơn sẽ bỏ ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười hỏi ngược lại. Hạ Thiên làm ra vẻ nghiêm túc, điều này không có gì phải sợ cả. Bởi vì trên thế giới này không có nam nhân nào tốt hơn so với ta, cũng không ai yêu thích nàng, sủng nàng hơn ta. Đúng là cuồng tự luyến. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, ta buồn ngủ rồi, ngươi về phòng đi. Hạ Thiên mở to mắt, sững sờ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, không phải chứ. Ta đã nói đến mức đó rồi, nàng còn bảo ta ra ngoài. Vậy được, ngươi ở lại phòng ta ngủ đi. Ninh Nhụy Nhụy vừa cười vừa nói. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn, cái này mới đúng nè. Ta đến phòng Thuần Thuần ngủ. Ninh Nhụy Nhụy mở cửa phòng, cười lớn rồi bước ra. Vừa qua nửa đêm, khi trời hơi sáng lên một chút, mấy chục bóng đen bỗng nhiên lướt qua đỉnh Trung Nam Sơn, thẳng đến Trùng Dương Cung. Không bao lâu sau, mấy gian phòng trong cung điện bốc cháy, không ít đạo sĩ Trùng Dương Cung bừng tỉnh, hoảng loạn cả một đám. Hỏa hoạn rồi. Rất nhanh, mấy chục đạo sĩ mang theo chiêng cùng cuống họng cảnh báo khắp nơi, nhưng chỉ vang lên được một lát thì im bặt. Không ổn rồi, Thuần Thuần, mau tỉnh lại đi. Ninh Nhụy Nhụy vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong nháy mắt đã tỉnh lại, lập tức đẩy Thạch Thuần đang ngủ say bên cạnh. Thạch Thuần ngủ rất say, bị đẩy cũng không tỉnh lại, dường như nàng đang mơ giấc mơ rất đẹp, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Ninh Nhụy Nhụy thấy nàng như thế, quyết định để nàng ngủ tiếp, còn mình thì khoác áo đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài phòng. Đừng nhúc nhích. Vừa mới đi ra, một thanh trường kiếm đã gác lên cái cổ trắng nõn của Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác được người cầm kiếm là nữ, liền hỏi, ngươi dám ở đây làm loạn, ngươi không biết nơi này là Trùng Dương Cung sao? Nữ nhân cầm kiếm cười lạnh, cũng bởi vì nơi này là Trùng Dương Cung, cho nên ta mới cố ý đến gây chuyện. Sao, ngươi có ý kiến gì à? Ý kiến thì không có. Ninh Nhụy Nhụy cũng không hoảng hốt, thản nhiên hỏi, nhưng ta không hiểu vì sao các ngươi lại muốn chết. Ngươi nói nhảm như thế. Ngươi mới là người tìm chết đấy. Tính tình của nữ nhân cầm kiếm đoán chừng cũng không được tốt, cũng có thể do nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Ninh Nhụy Nhụy mà nảy sinh lòng ghen tị, cho nên mới không khách sáo với nàng như thế.
mặc dù ta không biết các ngươi có bao nhiêu người, rốt cuộc muốn làm gì. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải là người thích nghe lời, nhưng các ngươi nên chuẩn bị kỹ càng cho việc tiếp nhận hậu quả. Các ngươi nên biết rằng tu vi của Nhậm trưởng giáo không thấp, huống chi Trung Nam Sơn đang có cao thủ lợi hại hơn tọa trấn. Các ngươi làm như vậy, thật không sợ chết không có chỗ chôn sao? Liên quan gì đến ngươi, câm miệng cho ta. Cảm xúc nữ nhân cầm kiếm có phần không ổn định, hiển nhiên trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, ngươi nôn nóng rồi sao? Ta bảo ngươi im ngay, ngươi còn nói thêm câu nào nữa, ngươi có tin ta một kiếm đâm thủng ngươi hay không? Nữ nhân cầm kiếm hạ thấp giọng, tức giận cảnh cáo. Ta thật sự không tin, Ninh Nhụy Nhụy đáp lại một câu, thân hình lóe lên tránh được mũi kiếm, sau đó xuất hiện lại trước mặt nữ nhân cầm kiếm, đưa tay vỗ vào ngực nàng ta một chưởng. Nữ nhân cầm kiếm cũng là trúc cơ kỳ. Ninh Nhụy Nhụy khẽ động đã nhận ra, chỉ tiếc phản ứng của nàng ta không đủ nhanh. Mặc dù có phòng bị nhưng nàng ta vẫn không cách nào ngăn được công kích của Ninh Nhụy Nhụy. A! À, nữ nhân cầm kiếm khẽ kêu một tiếng, lập tức rút kiếm thối lui về phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, ban đầu ta không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên muốn chết. Ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên người muốn chết là ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy lạnh lại. Bắt đầu cảnh cáo, nhưng ngươi dám làm loạn ở Trùng Dương Cung, chắc chắn các ngươi đã sớm chuẩn bị chịu chết. Ánh mắt nữ nhân cầm kiếm khẽ đảo, không biết đang có chủ ý gì xấu. Ngươi đừng hòng chạy trốn, tốc độ của ngươi không theo kịp ta đâu. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn nữ nhân kia, chỉ cần ngươi dám rút lui, ta sẽ bắt được sơ hở của ngươi. Nữ nhân cầm kiếm do dự một hai giây, đằng sau khăn che mặt bỗng nhiên phát ra âm thanh cổ quái. Ngươi đang gọi đồng bọn của mình. Ninh Nhụy Nhụy khẽ lắc đầu, ngươi gọi nhiều người hơn cũng vô dụng thôi. Quả nhiên, chưa đến 3 giây, chỉ thấy ba người áo đen bịt mặt bay đến. Số 7, ngươi xảy ra chuyện gì thế? Một bóng người cao lớn khó chịu gầm nhẹ, ngươi một kiếm giết chết nữ nhân đó là được, cần chi phải gọi chúng ta đến. Nữ nhân cầm kiếm bất mãn với thái độ của đối phương nhưng vẫn trả lời, ta gặp phải cường địch, ta không giải quyết được nàng ta. Đúng là phế vật, bóng người cao lớn mắng một tiếng. Hắn ta nhìn Ninh Nhụy Nhụy một chút, nắm chặt song quyền đánh tới Ninh Nhụy Nhụy, vị cô nương này đến chỗ của Diêm Vương cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ trách ngươi xuất hiện ở Trùng Dương Cung vào lúc này. Bành! Ninh Nhụy Nhụy một cước đạp bay người này ra ngoài, thản nhiên nói, ngươi cũng đừng trách ta, chỉ trách thực lực ngươi không tốt, phế vật quá mức. Bóng người cao lớn ngã xuống mặt đất cách đó hơn mấy trăm mét, hôn mê ngay lập tức. Hai người bịt mặt còn lại không khỏi nhìn nhau. Hiển nhiên bọn họ không ngờ đến Ninh Nhụy Nhụy lại mạnh như thế, trong vòng một chiêu đã phế đi người mạnh nhất trong số bọn họ. Chúng ta tiến lên giết chết nàng ta. Nữ nhân cầm kiếm lo lắng, không khỏi nói với hai người kia. Hai người kia cũng biết thời gian cấp bách, tuyệt không thể có bất kỳ do dự, cùng nhau rút kiếm bao vây Ninh Nhụy Nhụy. Bành, bành, bành. Nhưng không chờ ba người ra chiêu. Một luồng sức mạnh thần bí đã bóp lấy cả ba, sau đó ném bọn họ như ném rác xuống dưới vách núi. Tiểu muội chân dài, cái loại ngớ ngẩn này cứ trực tiếp xử lý là được, không cần thiết lãng phí thời gian với bọn họ. Hạ Thiên từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, ôm lấy eo của nàng, mỉm cười nói. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy Hạ Thiên, ngược lại yên tâm hơn không ít, vừa rồi ngươi đi đâu thế? Bọn họ là ai? Vừa rồi ta đi gặp đại sư phụ, Hạ Thiên đáp, mặc dù y thuật của ông ấy không tệ nhưng thân thủ không cao. Nếu chẳng may bị những người kia giết lầm, ta còn phải cứu ông ấy nữa. Ninh Nhụy Nhụy lo lắng hỏi, bây giờ ông ấy thế nào? Không sao rồi, Hạ Thiên mỉm cười, ta đã giúp ông ấy tìm lại tình nhân cũ. Bây giờ ông ấy đã an toàn, nhưng xét theo một ý nghĩa khác, phiền phức khả năng còn lớn hơn. Tình nhân cũ. Ai vậy? Ninh Nhụy Nhụy chưa gặp Liễu Tích Hoa, cho nên nàng không biết Hạ Thiên đang nói cái gì. Hạ Thiên cũng không muốn nói quá nhiều về đề tài này, hắn hỏi ngược lại, Thuần Nha đầu đâu? Còn đang ngủ, con bé ngủ say như chết, ta không đánh thức con bé dậy. Ninh Nhụy Nhụy đáp. Hạ Thiên gật đầu, mấy chuyện nhỏ này đúng là không cần thiết đánh thức Thuần Nha đầu, cứ để con bé ngủ. Vậy chúng ta đến bên kia Trùng Dương Cung xem thử.
Ninh Nhụy Nhụy cau mày, ta hoài nghi những người này đến đây là vì Nhậm trưởng giáo. Trong thời điểm mấu chốt như thế này, ông ấy không thể xảy ra chuyện. Tiểu muội chân dài, nàng đoán sai rồi. Đám ngu ngốc đó không phải đến vì Nhậm trưởng giáo. Hạ Thiên khoát tay, phủ định suy đoán của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, người biết mục đích của bọn họ là gì? Biết, Hạ Thiên ngáp một cái, là vì sứ giả của tiểu tiên giới, còn có đạo sĩ mày rậm. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, trong đầu không khỏi nảy sinh một suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đến đây để giết người diệt khẩu? Giết người cũng được, cứu người cũng được, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hạ Thiên không hề lo lắng, chỉ cần bọn chúng không trêu chọc chúng ta cứ đứng xem náo nhiệt là được. Không được, Ninh Nhụy Nhụy quả quyết bác bỏ, làm sao cũng không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm ở Trung Nam Sơn được. Bằng không, chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy Ninh Nhụy Nhụy nói cũng rất có lý, vậy chúng ta sang đó xem một chút đi. Lúc này, lửa cháy bốn phía Trùng Dương Cung, mấy trăm đạo sĩ vội vàng dùng nước dập lửa. Trong phòng Nhậm trưởng giáo, mặc dù có thêm ba vị khách không mời mà đến, nhưng bầu không khí lại có vẻ rất yên bình. Ở xa đến là khách, chi bằng chúng ta uống với nhau chén trà, như thế nào? Nhậm trưởng giáo cũng không ngủ, vẫn ngồi đó, nhìn người đến cũng không ngoài ý muốn, ngược lại còn mỉm cười chào hỏi. Không hổ là tôn sư một giáo, khí độ bất phàm, sắp chết đến nơi mà còn uống trà. Một người trong đó được bao bọc rất kỹ, chẳng những toàn thân không lộ ra khe hở, ngay cả mắt cũng che một tấm sa mỏng màu đen, đồng thời giọng nói cũng được xử lý, hoàn toàn nghe không ra nam hay nữ, già hay trẻ. Nhậm trưởng giáo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với người kia, vị đạo hữu này cẩn thận quá rồi. Ăn mặc như thế đến làm khách, người đã làm sai cấp bậc lễ nghĩa rồi. Nhưng không sao, trà vẫn phải uống. Nếu không, chính là bần đạo không biết lễ phép. Nói xong, Nhậm trưởng giáo lấy ra ba cái chén, nhấc ấm trà lên rót đầy tám phần, mời. Nhậm trưởng giáo đã đích thân rót ra, nếu ta không uống, thật sự không nể mặt ngươi rồi. Người che mặt do dự nửa giây. Chợt quay người ngồi đối diện Nhậm trưởng giáo, tuy nhiên, ta uống không quen loại sơn trà Trung Nam Sơn này của các ngươi, cho nên ý tứ là được rồi. Người che mặt nhẹ nhàng búng một cái về phía chén trà, một giọt nước từ trong chén vọt lên, giống như linh vật, quay tít một vòng giữa không trung, sau đó chui vào trong miệng hắn ta. Hảo công phu, Nhậm trưởng giáo gật đầu, ta không biết các vị đạo hữu đêm khuya đến thăm có chuyện gì không? Người che mặt cười nhạt một tiếng, tất nhiên là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ, đại khái có thể đến vào ban ngày, cần chi nửa đêm quấy nhiễu người khác. Nhậm trưởng giáo lạnh nhạt nói. Người che mặt cười đáp lại, bởi vì chuyện muốn nhờ có chút ép buộc, cho nên ta không thể tiến hành vào ban ngày. Ban ngày không thể làm, nửa đêm mới có thể làm. Nhậm trưởng giáo dường như đang suy nghĩ chuyện gì, qua vài giây mới làm ra vẻ giật mình. Thì ra chuyện các ngươi muốn làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người che mặt cũng không cảm thấy phản cảm với thái độ của Nhậm trưởng giáo, ngược lại còn rất phối hợp, không sai, không những không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hơn nữa người cũng không thể được nhận ra. Vì thế, chúng ta mới nửa đêm che mặt đến đây. Nhậm trưởng giáo hỏi, vậy các ngươi muốn cái đầu trên cổ bần đạo sao? Cũng không phải, người che mặt lắc đầu, Nhậm trưởng giáo là tôn sư một giáo. Mấy năm qua đã vô tư tặng linh khí địa mạch cho tán tu trong thiên hạ, có thể nói là công đức vô lượng. Tại sao chúng ta lại làm chuyện ác như thế chứ? Bần đạo cũng không biết các ngươi muốn gì. Nhậm trưởng giáo giang hai tay, thời gian của các ngươi hẳn rất quý, chỉ bằng ngươi đi thẳng vào vấn đề đi. Người che mặt dựng ba ngón tay, chậm rãi nói, thứ mà chúng ta muốn, có ba cái. Một, sứ giả tiểu tiên giới. Ngươi phải giao hắn ta còn sống cho chúng ta. Nhậm trưởng giáo gật đầu, cái này thì được. Hai, đại đồ đệ của ngươi Nhạc Đan Trần, ngươi cũng phải giao cho chúng ta. Nhậm trưởng giáo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, được. Ba, là tảng đá có khắc nghịch thiên bát châm trong truyền thuyết. Mặc dù thứ đồ chơi đó không có tác dụng, nhưng khẳng định không thể giao cho cái đám ngu ngốc các ngươi được. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói lười biếng, khiến Nhậm trưởng giáo đổ mồ hôi lạnh cả người. Người lên tiếng tất nhiên là Hạ Thiên. Ban đầu, hắn cùng với Ninh Nhụy Nhụy đến phòng Nhậm trưởng giáo.
thấy ông không có việc gì, hắn định đợi ở một bên xem náo nhiệt. Kết quả, khi đám người kia muốn lấy tảng đá có khắc nội dung nghịch thiên bát châm, hắn lập tức cảm thấy khó chịu. Mặc dù Hạ Thiên không cho rằng tảng đá đó khắc nghịch thiên bát châm thật sự, nhưng cho dù là giả, cũng không phải thứ người khác có khả năng mơ ước. Là ai? Người che mặt nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ mấy luồng trưởng phong về phía phát ra âm thanh. Đừng có đập loạn như vậy, ngươi có tin một bàn tay ta đập chết ngươi hay không? Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy xuất hiện, lạnh lùng nói với người che mặt. Người che mặt nhìn thấy Hạ Thiên, khẽ giật mình, ngươi vẫn còn ở trên núi. Xem ra tên ngốc ngươi biết ta là ai? Hạ Thiên cười nói. Đám phế vật kia tìm hiểu thông tin như thế nào mà để xảy ra sai lầm lớn như thế? Người che mặt mắng một câu, sau đó nói với Hạ Thiên, nếu ngươi đã ở đây, ta không còn gì để nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau chúng ta sẽ có a. Hắn ta còn chưa nói hết, thân hình Hạ Thiên đã lóe lên, đâm một châm vào tay người này, kịch còn chưa diễn xong mà, ngươi đi cái gì? Người che mặt nghiến răng, vùng đao chặt xuống tay bị đâm châm, sau đó tiện tay băng bó cầm máu, lạnh lùng nói, cánh tay này coi như tạ lỗi với ngươi, chúng ta đi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta cho các ngươi đi sao? Ba vị khách không mời đột nhiên phát hiện bọn họ không thể động đậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Hạ Thiên, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Người che mặt nghiến răng quát mắng, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, ngươi đừng hòng moi được nửa chữ từ miệng chúng ta. Ta chẳng hứng, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khinh thường nhìn ba người, còn nữa, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Ta không có khinh ngươi, tay là do ngươi tự chặt, liên quan gì đến ta? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người che mặt giận dữ hét lên. Hạ Thiên cũng không trả lời, chậm rãi ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, đột nhiên lại phun ra phèo phèo, nói với Nhậm trưởng giáo, trà gì thế? Đắng muốn chết. Nhậm trưởng giáo cười ha hả, đặc sản Trung Nam Sơn, khổ sơn trà. Phi, trà này để dành cho quỷ uống thì đúng hơn. Hạ Thiên nhổ nước trà trong miệng ra, bất mãn nói, Nhậm lão đầu, ông đổi dùm ta chén nước sôi để nguội. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi trừng mắt với Hạ Thiên, ngươi đừng có làm rộn. Không sao, Nhậm trưởng giáo đứng dậy, rót cho Hạ Thiên một chén nước, Hạ cư sĩ, thật ra khổ sơn trà không khó uống, chỉ cần ngươi tinh tế phẩm vị, đủ loại cảm giác sẽ xông lên đầu, dư vị vô tận. Ngươi thích dư vị thì giữ lại cho mình uống, dù sao ta cũng không có hứng thú. Hạ Thiên nhếch miệng. Người che mặt vốn dự định có chết cũng không tiết lộ một chút tin tức, nhưng thời gian trôi qua, trong cơ thể giống như giấy lên một luồng âm hỏa, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn ta. Loại cảm giác đau rát như có như không này không thể xem nhẹ, cũng không cách nào dập tắt. Sự đau đớn đó khiến cho hắn ta cảm thấy một giây bằng một năm. Hắn ta cứ tưởng Hạ Thiên sẽ bắt đầu ép hỏi, chỉ cần trả lời thỏa đáng, hắn ta có thể thoát thân, mừng Hạ Thiên lại chuyển sang bàn về trà. Chúng ta được ẩn tông sai khiến, đặc biệt đến đây gây sự. Người che mặt không kịp chờ đợi, trực tiếp cung khai, chuyện mà ta cần làm chính là ba chuyện vừa rồi, còn có. Hạ Thiên làm như không nghe thấy, mỉm cười nói với Nhậm trưởng giáo, Nhậm lão đầu, người không đáng tin rồi. Chén nước này không phải nước sôi để nguội mà là linh trà. Hạ cư sĩ quả nhiên nhận ra, Nhậm trưởng giáo cũng xem như ba người kia không tồn tại. Mỉm cười đáp lại, thật ra linh trà và khổ sơn trà có cùng nguồn gốc, đều dùng nước bên trong linh tuyền, lượng trà dùng cũng không khác gì nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là linh trà đã được bần đạo tinh luyện, cho nên cay đắng đều không có. Ninh Nhụy Nhụy nhìn hai người bọn họ một già một trẻ làm trò bí hiểm, tất nhiên cũng đoán được họ có dụng ý khác. Hạ Thiên cũng không phải là người kiên nhẫn uống trà, lại càng không có tâm trạng rảnh rồi thảo loại chủ đề về nước trà, lá trà với người khác. Hắn làm như thế, khẳng định ý không ở trong lời. Uống trà ngon như thế, tại sao lại không gọi ta? Lúc này có người đẩy cửa vào, miệng còn lớn hơn âm thanh bên trong, hai người các ngươi thật là, một bằng hữu không đủ, một đệ tử khi sư diệt tổ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy người đến chính là sư phụ của Hạ Thiên, Trương Minh Đà. Không biết vì sao, gương mặt của ông hơi bầm tím, giống như vừa mới bị đòn độc. Đại sư phụ! Ông đừng có ăn nói lung tung, ta khi sư diệt tổ hồi nào. Hạ Thiên cười nói. Trương Minh Đà liếc nhìn ba người áo đen bị cố định ngay cửa ra vào,
rất nhanh cũng không để ý đến, chỉ mắng Hạ Thiên, ngươi còn dám nói. Liễu Tích Hoa có phải do ngươi gọi đến hay không? Nàng ta thiếu chút nữa đánh chết ta. Làm sao có thể là ta gọi được chứ? Hạ Thiên nghiêm túc lắc đầu, bà ấy tìm đại sư phụ ông 20-30 năm, ông ở Trung Nam Sơn cũng không nói cho bà ấy biết. Sau khi rời khỏi lòng đất, bà ấy tùy tiện tìm người để hỏi, tất nhiên cũng sẽ nói rõ lý do muốn tìm ông báo thù. Tùy tiện tìm người hỏi, con mẹ nó, ngươi chính là tùy tiện đó đấy. Trương Minh Đà tức giận mắng, dành con ngươi, ta dạy ngươi miễn phí nhiều năm như thế, ngươi hồi báo ta như vậy sao? Hạ Thiên nhếch miệng, đại sư phụ, ông đừng có được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Mặc dù Liễu nãi nãi đánh ông nhưng cũng cho ông ngon ngọt. Cây già gặp xuân nở hoa, ông còn mắng ta. Ngươi mới là cây già. Mặt Trương Minh Đà đỏ lên, biết không thể gạt được đứa đồ đệ tinh danh của mình, hơi thẹn đỏ mặt. Đầu hôm, Liễu Tích Hoa đến tìm ông, hai người đã đánh nhau một trận, nhưng ông không hoàn thủ. Đến sau nửa đêm, hai người già trò chuyện, tình cũ không rủ cũng đến, thế là lại đánh một trận khác. Vừa lòng thỏa ý, Trương Minh Đà giật mình phát hiện nhất định là ông đã bị đồ đệ tốt lừa gạt một phen. Thế là, ông bỏ lại tình nhân cũ mệt mỏi ngủ thiếp đi, nổi giận đùng đùng đến Trùng Dương Cung. Trương lão đệ, Liễu cô nương cũng là người cơ khổ. Ngươi và nàng ấy quay lại với nhau cũng tốt. Nhậm trưởng giáo mỉm cười chắp tay, bần đạo xin chúc mừng trước. Nếu ngươi cần bần đạo chứng hôn, cũng có thể được. Nhậm trưởng giáo, ngay cả ngươi cũng trêu ta. Trương Minh đã tức giận đến mức uống ba chén linh trà cũng không xóa được sự xấu hổ. Được rồi, đừng đề cập đến chuyện này nữa. Nhậm trưởng giáo liên tục khoát tay, uống trà đi. Sắc trời đã hơi sáng, uống vài chén linh trà sẽ có tác dụng khử tà phản chân, kéo dài tuổi thọ. Trương Minh đã tức giận nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị tên nhiệt đồ này làm cho tức chết. Đại sư phụ, lời ông nói là trái với lương tâm đấy. Hạ Thiên bĩu môi, bất mãn nói, nếu không có ta ở đây, ông đã chết sớm rồi. Hơn nữa, cuộc sống hạnh phúc của ông và đại sư mẫu mới của ta còn cần ta hỗ trợ. Trương Minh Đà giống lên, ai cần ngươi hỗ trợ, ta cũng là bác sĩ, hơn nữa khi ta là quỷ y danh chấn thiên hạ, ngươi vẫn còn đang là nòng nọc đấy. Cho nên, nòng nọc của đại sư phụ không có sức sống. Hạ Thiên cười nói, thầy thuốc không tự chữa được cho mình. Là đồ đệ của ông, ta thật sự suy nghĩ cho tương lai của ông. Ngươi im miệng đi, Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể cắm đầu uống trà. Nhậm trưởng giáo vội lên tiếng giảng hòa, Trương lão đệ, việc này cũng có gì lớn đâu, chẳng qua chỉ là ham muốn của con người. Ở chỗ bần đạo cũng có một số đan dược, có thể giúp ngươi. Ngươi cũng im miệng đi. Trương Minh Đà mắng to Nhậm trưởng giáo, đan phương đó của ngươi còn không phải do ta mở sao. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nàng không nên ở đây. Quả nhiên, đàn ông bất luận già trẻ, chủ đề nói chuyện cũng chỉ có ba loại, trò chơi, nữ nhân và chuyện kia. Ba người kia bị sao thế? Trương Minh Đà nóng lòng muốn thoát khỏi hoàn cảnh bị trêu chọc, lập tức chủ động nhắc đến ba người áo đen kia. Nhậm trưởng giáo nhìn Hạ Thiên, cười nói, ngươi hỏi Hạ cư sĩ đi. Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, không có gì, ba thằng ngu đó cảm thấy bọn họ có thể chống lại châm pháp của ta đã cho bọn họ cơ hội này. Không, không có, ta tuyệt đối không có suy nghĩ như thế. Lúc này, người che mặt đã đổ mồ hôi đầy người, cố gắng cắn răng chống đỡ cơn đau. Hạ Thiên, ngươi có gì thì cứ hỏi, ta tuyệt không dám giấu giếm, chỉ xin ngươi thả ta ra, ta không chịu nổi nữa. Trương Minh Đà thản nhiên hỏi, người tập kích quấy rối Trung Nam Sơn là các ngươi. Đúng, là chúng ta. Người che mặt đáp, nhưng chúng ta cũng là do người khác sai khiến. Ai chỉ điểm, Trương Minh Đà lần lượt đặt câu hỏi. Người che mặt khàn giọng rên thảm vài giây, cầu xin tha thứ, tha cho ta đi, ta sai rồi, còn không thì giết chết ta đi, ta thật sự không chịu nổi nữa. Thật là, các ngươi chống ai không chống, lại đi chống đồ đệ của ta. Các ngươi đúng là tự tìm đường chết. Trương Minh Đà thở dài, tiện tay châm một châm cho ba người mặc áo đen, hóa giải cơn đau cho bọn họ, châm này của ta chỉ có thể miễn trừ đau đớn của các ngươi trong 10 phút. Cho nên, các ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh một chút. Nếu không, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Ba người mặc áo đen chăm miệng một lời trách móc.
ta là tán tu đến tham gia đại hội ẩn tiên. Đám người ẩn tông buộc chúng ta đến. Từ từ, từng người một, các ngươi tranh nhau cái gì? Trương Minh đã quát to, ai còn láo nháo nữa, ta nhổ châm người đó. Ba người áo đen lập tức ngoan ngoãn im miệng lại. Người nói, Trương Minh đã chỉ người che mặt, tốt nhất ngươi đừng nên nói láo. Nếu không, kết quả của ngươi còn thảm hơn nữa. Lúc này, người áo đen nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, gương mặt mờ mịt nhìn Trương Minh Đà, vậy các ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi. Ẩn tông mà các ngươi nói đến là ai? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Là một tổ chức bí mật do tán tu xây dựng, người che mặt chậm rãi lấy lại sức, cụ thể là ai thì ta không rõ lắm, nhưng tôn chỉ ẩn tông chính là nhất thống tu tiên giới trên trái đất, sau đó chiếm đoạt tiểu tiên giới, thành tựu bá nghiệp bất thế. Bá nghiệp cái rắm, còn không phải làm chó cho tiểu tiên giới sao? Hạ Thiên lười biếng phun ra một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.